người đàn ông có vẻ ngoại hình bảnh trai đang đợi bạn gái tan ca nhưng không quên liếc mắt với phụ nữ khác lúc này bạn gái cũng vội vã tới không ngừng nói lời xin lỗi vì đến muộn anh nói việc chờ bạn gái là một bài học dành cho người đàn ông tốt câu này làm bạn gái vui sướng nghe nói sẽ được bù đắp người đàn ông ngay lập tức hứng thú mời bạn gái về nhà ăn cơm và đề xuất tối nay đừng về điều này làm cho bạn gái ngây thơ giật mình vì vậy cô ấy từ chối người đàn ông một cách tế nhị thấy bạn trai dường như giận dữ lúc này trên màn hình lớn ở xa một quảng cáo về chuyến du lịch trên du thuyền sang trọng đang được phát sóng làm cho bạn gái rất vui mừng quyết định đi du lịch cùng bạn trai cô sẽ sử dụng thẻ tín dụng của mình để mời bạn trai nghe xong người đàn ông vô cùng phấn khích thậm chí còn yêu cầu cô đặt một phòng vip như vậy cô bạn gái được lừa dối mà vẫn vui sướng hóa ra người phụ nữ này tên là trần gia hân làm việc tại một văn phòng luật công việc hàng ngày của cô là làm việc vặt cho đồng nghiệp do đó họ thường xuyên bắt nạt cô nhưng cô chỉ muốn tìm một nửa yêu thương mình khi về nhà cô sử dụng thẻ tín dụng của mình để mua vé vip trên du thuyền sang trọng mong chờ chuyến đi hạnh phúc cùng bạn trai mặc dù lần này cô đã chi trả hàng chục nghìn nhưng cô cảm thấy đó là đáng giá người đàn ông đẹp trai này tên là vương tích dực là tổng giám đốc của tập đoàn hoa điểu anh cũng trực tuyến xem thông tin về du thuyền sang trọng lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước chỉ muốn cầu hôn bạn gái anna một cách lãng mạn ngày hôm sau gia hân và bạn trai đến bến du thuyền và vô tình va vào một cô gái anh ta không thể quên được cô gái này nhưng cô bạn gái tốt bụng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra lúc này người đàn ông lại bỏ rơi bạn gái và lên thuyền một mình hóa ra anh ta đã theo đuổi cô gái kia bên này tích dực và bạn gái cũng lên thuyền khi gia hân đang tìm phòng của mình cô tình cờ va chạm với một nhân viên phục vụ lời xin lỗi của gia hân khiến nhân viên phục vụ khá khó chịu mắng cô gái không biết nhìn đường lúc này anna ở bên cạnh không thể kiềm chế mình mắng người đàn ông làm dơ áo của khách mà không xin lỗi, lại còn bắt người ta phải dọn dẹp. Như vậy, Anna đã la mắng nhân viên phục vụ một trận. Khi nhân viên đang xin lỗi, đứa trẻ đang chơi đùa đã làm đổ vali, làm tất cả lộn lộ xộn. Gia Hân cảm ơn Anna, Anna vẫn lịch sự tặng cô một chiếc khăn quảng cổ. Không ngờ, hai người ở trong phòng đối diện nhau. Sau khi đã tạo ra không gian ấm áp trong phòng, Anna đói bụng và bảo anh ta đi lấy đồ ăn. Lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ một đoàn múa nước ngoài, mời cô đến Paris để tham gia huấn luyện múa. Điều này khiến cô rất vui mừng và cô nhanh chóng tìm Tích Dực. Tích Dực dường như đang bàn bạc gì đó với thuyền trưởng. Hóa ra, anh ta muốn thuyền trưởng giúp đỡ trong việc cầu hôn. Thuyền trưởng thể hiện sự vinh dự và sau đó, họ cùng nhau bàn về cách cầu hôn. Gia Hân đang ở trên bong tàu chụp ảnh khi cô bất ngờ nhìn thấy một chàng trai làm rơi chiếc nhẫn, hai người sau đó nhanh chóng chạy theo chiếc nhẫn. Cuối cùng, họ tìm thấy nhẫn ở bể bơi. Lúc này, Tích Dực đã mệt lả anh ta không còn sức và rơi xuống bể bơi tích sực không trần trừ nhảy xuống cứu cô anh liên tục gọi cô tỉnh lại rất lo lắng và nghĩ đến việc sử dụng hô hấp nhân tạo kết quả là anh bị phun một đầy mặt nước nhưng cuối cùng anh cũng đã kéo cô lên mất đi và lấy lại hy vọng anh và bạn gái sẽ thành công trong lời cầu hôn tích sực có vẻ hơi cảm động sau đó hai người cùng nhau đi về phòng họ mới phát hiện ra rằng phòng của họ nằm cạnh nhau khi trở lại phòng tích sực phát hiện anna đã không còn ở đó anh nghĩ sẽ tắm rửa và thay đổi trang phục trước lúc này cả hai cùng quay mã khóa của vali không ngờ họ thật sự mở được nó cả hai đều có vẻ ngại ngùng cả hai cùng nhau mang vali ra khỏi phòng tổng giám đốc mới nhận ra rằng họ đã nhầm lẫn vali ra hân mở vali và phát hiện ra một bộ đồ ngủ xg hóa ra bạn thân của cô đã lén lút bỏ vào đó chỉ muốn cô và bạn trai có một chuyến đi lãng mạn tổng giám đốc sau khi thay đồ nghĩ sẽ gọi điện cho bạn gái để hỏi cô ở đâu lúc này điện thoại hiện lên 16 cuộc gọi nhỡ. Anh ngay lập tức gọi lại và phát hiện ra bạn gái của mình đã rời khỏi du thuyền để theo đuổi sự nghiệp múa ba lê của mình. Mặc dù anh không vui nhưng vẫn tha thứ cho cô. Gia Hân đang trang trí phòng với hoa hồng, chỉ muốn tạo ra không gian lãng mạn với bạn trai. Nhưng không ngờ, bạn trai của cô lại đang vui vẻ chơi với một người phụ nữ khác và đã né tránh cô. Lúc này, dây kéo của Gia Hân dường như bị mắc vào tóc, vì vậy cô phải tìm tích dực, xin anh giúp đỡ với dây kéo. Anh không muốn nói chuyện, và khi đi ra khỏi phòng, anh lại nhầm thẻ phòng. Sau đó, anh nhanh chóng đến nhà hàng. Như vậy, bạn trai cô đã lừa dối cô. Tất cả những điều này đều vô tình được Tổng Giám Đốc nghe thấy và anh ta nhìn thấy họ bước vào phòng của Gia Hân. Hai người trong phòng đang vui vẻ chơi đùa. Lúc này, tích dực mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại và nhét điện thoại qua cái cửa. Anh sau đó đến nhà hàng tìm Gia Hân và trả lại thẻ phòng cho cô. Cô ý nói rằng chiếc nhẫn đã biến mất và như vậy lừa dối cô vào phòng anh nhanh chóng nhặt điện thoại trên sàn và gia hân đã nhìn thấy tất cả những hành động sâu xa của bạn trai mình anh ta tiếp tục lừa dối gia hân khiến tích Dực cảm thấy rất bực bội khi thấy trà xanh muốn rời đi tích Dực ngay lập tức chặn đường và sau đó mở bản ghi âm trước đó lúc này gia hân hoàn toàn suy sụp tích Dực tức giận vô cùng khi bạn trai đã chiếm lấy phòng của gia hân gia hân với trái tim đau đớn đến bên bong tàu tích Dực cũng đuổi theo nghĩ rằng cô muốn nhảy xuống biển tự tử nên anh ta chạy lại và ôm chặt cô Lúc này, chiếc khăn quàng cổ của cô cũng bị gió thổi bay. Hóa ra, tích dực muốn dẫn cô đi trả thù bạn trai cũ. Anh ta tìm đến đội ngũ trang điểm tốt nhất trên du thuyền, muốn biến cô thành người phụ nữ đẹp nhất. Tích dực cũng chăm chỉ chuẩn bị và còn đem theo chiếc nhẫn. Một da hân hoàn toàn mới mẻ xuất hiện, khiến tất cả mọi người ở dưới đều ngạc nhiên. Ngay cả tích dực cũng bị cô cuốn hút. Lúc này, cô cảm thấy mình là trung tâm của sự chú ý. Cả hai cầm tay nhau, sẵn sàng đối đầu với bạn trai cũ của cô. Lúc này, Gia Hân dường như trở nên tự tin hơn nhiều. Đầu tiên, Tích Dực dẫn cô đến một cửa hàng hàng hiệu, nhưng cô đã ngăn cản anh và nói họ chỉ là người lạ. Tích Dực cười nhẹ và nói, tôi sẽ biến em thành người phụ nữ đẹp nhất hôm nay. Sau đó, cả hai đã chọn một số sản phẩm hàng hiệu và tận hưởng buổi dạ hội mặt nạ. Khi dạ hội kết thúc, họ ra ngoài và ngắm cảnh biển đẹp mê hồn. Gia Hân không ngừng cảm ơn Tích Dực. Bạn trai cũ đang chơi pizza với người phụ nữ kia. Lúc này, Gia Hân và Tích Dực bước vào, bạn trai không ngờ Gia Hân có thể trở nên xinh đẹp như vậy. Lúc này, Gia Hân có chút sợ hãi và muốn rút lui. Bạn trai cũ nói thì ra Cô và tên đàn ông đáng khinh này đã cặp kè nhau. Sau khi nghe, bạn trai chỉ trích tích dực. Hai người quyết định chơi một trận pizza để quyết định ai thắng ai thua. Lúc này, nhân viên đã sắp xếp xong bàn pizza. Gia Hân nhắc nhở tích dực rằng bạn trai cũ của cô giỏi pizza, nhưng cô không biết rằng những trò như pizza hay golf, từ nhỏ đến lớn, đều là những môn thể thao mà tích dực thường chơi chính giữa trận đấu chiếc nhẫn trong túi tích sực rơi ra và bạn trai cũ của cô đã thấy rõ ràng anh ta nhặt nhẫn trên sàn cô ý nắm tay ra hân và nhìn bạn trai cũ và đeo nhẫn cho cô anh cố ý nói như vậy chúng ta không thể chơi trò này mà không có cược sau đó hai người đặt cược nếu tôi thua tôi sẽ ăn toàn bộ quả bóng trên bàn nhưng nếu anh thua anh chỉ cần ăn một quả thôi anh ta sau đó nắm tay ra hân và hỏi nếu tên đàn ông này thua em muốn trừng phạt anh ấy như thế nào Tôi muốn anh ấy xin lỗi tôi. Anh ấy còn nợ tôi một lời xin lỗi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Bạn trai cũ chơi rất tốt và không ngừng khoe mẽ trước mặt Gia Hân. Mặt khác, Tích Sực cố tình giả vờ không biết gì. Nhưng khi anh bước vào sân, anh đã ghi điểm liên tục. Làm cho bạn trai cũ cảm thấy bị đe dọa. Chỉ còn lại một viên phi. Có vẻ như quả bóng cuối cùng này. Tôi chỉ có thể nhờ nữ thần may mắn của mình giúp đỡ. Tích Sực lịch sự yêu cầu Gia Hân hợp tác. Lúc này, cô gật đầu. Tích cực như vậy đã giúp cô đánh quả bóng cuối cùng và quả bóng chậm rãi rơi vào lỗ. Gia Hân mừng rỡ ôm chặt tích cực, khiến anh cảm thấy một chút xấu hổ. Là đàn ông thì chấp nhận kết quả khi đã đánh cược, người đàn ông nói đúng, trà xanh cảm thấy xấu hổ và rời đi. Bạn trai cũ nói lời xin lỗi với cô, anh nói xong và muốn rời đi, nhưng tích cực đã ngăn cản anh ta. Và nói phải ăn bi, bạn trai cũ xin sỏ Gia Hân, cô không muốn thấu anh ta và đuổi anh ta đi. Khi ra ngoài, Gia Hân không ngừng cảm ơn tích cực. Nhưng Tích Dực chỉ nói, không cần phải cảm ơn tôi. Nhờ có cô, chuyến đi một mình của tôi không còn chán trường. Điều duy nhất làm tôi tiếc nuối là không bắt gã đàn ông đó ăn viên bi." Gia Hân cười. Lúc này, cô từ sâu thẳm trái tim cảm ơn người đàn ông trước mắt. Tích Dực sau đó quyết định đưa cô đi ăn một bữa tối lớn. Khi hai người chuẩn bị vào nhà hàng, Gia Hân bất ngờ thấy một cảnh tượng náo nhiệt phía trước. Có rất nhiều du khách tụ tập trong hội trường, Gia Hân trả lại nhẫn cho Tích Dực. Lúc này trên du thuyền bắn lên những pháo hoa lãng mạn tích dực từng muốn tổ chức một chuyến đi cầu hôn lãng mạn cho anna giờ anh mới nhớ mình quên hủy bỏ kế hoạch cầu hôn màn hình lớn bỗng sáng lên và thuyền trưởng bước ra nói hôm nay theo yêu cầu của ông tích dực chúng tôi sẽ tổ chức một lễ cầu hôn lãng mạn cho vợ anh tích dực trên tầng trên liên tục ra hiệu cho anh dừng lại nhưng mọi người không hiểu chuyện lễ cầu hôn mà anh dành cho anna anh ta lại nhầm thành cô gia hân cũng vẫy tay ra hiệu dừng lại nhưng điều này lại khiến thuyền trưởng tưởng họ đang chào hỏi lúc này khách trên tàu đã vỗ tay nhiệt liệt và nhân viên đã mời hai người họ vào không cách nào họ chỉ có thể xuống trước và nói sau bỗng nhiên gia hân nói anh đã giúp tôi nhiều lần để tôi cũng giúp anh hoàn thành cảnh này nhé cưới anh ấy trong tiếng hò reo liên tục của khách du lịch gia hân bước lên sân khấu và nói tôi đồng ý tất cả khách du lịch vỗ tay cho họ sau một lúc người phục vụ mang hoa đến cho thuyền trưởng anh ấy chỉ cần quỳ xuống và đưa hoa cho gia hân trong tràng pháo tay và lời chúc của mọi người, họ đã đồng ý. Bây giờ thuyền trưởng thông báo sẽ bắt đầu phần đeo nhẫn, chàng trai lại đeo chiếc nhẫn lên tay cô gái. Không ngờ sau này còn một phần nữa, cần ký một giấy kết hôn nước ngoài. Hóa ra tên anh ấy là Tích Dực và họ đã ký kết. Tích Dực nói rằng đó chỉ là một hình thức. Nghe theo, Gia Hân chỉ cần ký tên của mình. Lúc này, thuyền trưởng chính thức thông báo họ đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Khách mời đều vui mừng cho họ, mọi người đều yêu cầu họ hôn nhau. Tích Dực không còn cách nào khác ngoài việc hôn lên chán cô. Cuối cùng, sau một điệu nhảy của hai người, lễ cầu hôn bất đắc dĩ này đã kết thúc. Sáng hôm sau, một sự kiện như vậy đã xảy ra. Hai người cùng ngủ chung một giường. Hóa ra tối qua uống nhiều quá, Gia Hân ngồi trên bong tàu mải mê. Tích Dực cũng không biết phải làm gì. Gia Hân trả lại chiếc nhẫn cho anh, nói rằng chuyện hôm qua không sao. Cô tin rằng Tích Dực là một người tốt, cứ coi như đó là một giấc mơ. Khi mơ tỉnh, hãy quên đi tất cả. Nghe xong. Trong lòng Tích Dực đầy hối hận và tự trách, im lặng nhìn bóng lưng của cô xa dần. Tích Dực, người luôn giữ mình trong sạch, có một người yêu bí mật. Anh trở về phòng và ném bộ đầm màu đỏ vào thùng rác bên cạnh. Khá nhanh chóng, chuyến đi trên du thuyền cũng kết thúc. Cả hai người đẩy vali ra ngoài, mỗi người một hướng, cả hai giống như hai người xa lạ. Lúc này, Tích Dực gọi cô, "Hãy giữ gìn sức khỏe, chúng ta không gặp lại nhau nữa." Sau khi nói xong, anh quay lưng đi, Gia Hân cũng trở lại công việc bình thường của mình. Cô nghĩ rằng hai người không còn liên lạc nữa, nhưng không ngờ họ lại nhận được một tin nhắn cùng một lúc, khiến cả hai hoảng sợ. Hóa ra giấy kết hôn mà họ ký trên tàu đã có hiệu lực. Gia Hân đọc xong và la lên. Tích Sực ngay lập tức gọi điện thoại cho cô, hai người hẹn gặp nhau ở sở công chứng. Nhân viên với vẻ mặt mỉm cười chúc mừng họ và trả lại giấy tờ mà họ đã để quên trên tàu. Cả hai đều lúng túng trước mọi chuyện, giấy kết hôn của họ đã có hiệu lực. Cả hai đều muốn hủy bỏ giấy đăng ký này nhưng bị từ chối. Nếu họ muốn hủy bỏ thì họ phải đến cơ quan hành chính dân sự. Sau đó, hai người lại đến công ty du thuyền. Nhân viên sau khi kiểm tra thông tin trả lời, việc đăng ký của họ là tại Bahamas. Vì vậy muốn hủy bỏ hôn nhân, họ phải đến Bahamas, bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Tích Sực giao cho trợ lý đặt hai vé máy bay ngay lập tức. Sau đó anh đến chụp hộ chiếu của Gia Hân và yêu cầu trợ lý đặt vé. Lúc này, Gia Hân cũng đồng ý và đảm bảo anh rằng cô sẽ không nói chuyện này với ai. Nghe xong, Tích Sực cảm thấy nhẹ nhõm hơn ngày hôm sau tích sực ngồi trong văn phòng đắm chìm trong suy nghĩ khi đó trợ lý đột ngột gọi anh anh vội vàng giấu giấy kết hôn vào giữa các tệp tài liệu hóa ra trợ lý đến để giao vé máy bay hỏi anh có muốn mình gửi vé cho gia hân không giám đốc nói rằng anh sẽ tự giao điều này khiến trợ lý cảm thấy có gì đó không ổn sau đó hai người đến một văn phòng luật sư để trao đổi không ngờ gia hân chính là nhân viên của văn phòng luật này họ chỉ vừa mới lướt qua nhau trở lại bàn làm việc cô dường như đang tính toán điều gì nhìn vào lịch và nói hóa ra cô đã chậm ngày đèn đỏ vài ngày hai người vẫn đang chờ luật sư thẩm lúc này có người gọi to tên gia hân điều này làm tích dực hơi ngạc nhiên tưởng tượng gia hân cũng làm việc ở đây nên chạy vào khu vực làm việc khi anh sắp bước vào anh thấy lưng một người phụ nữ lập tức cảm thấy hoảng sợ sau đó anh từ từ tiến lại gần cô bóng dáng của người phụ nữ này khiến tích dực nghĩ rằng có phải là gia hân không trong lòng tự hỏi liệu anh và cô có định mệnh với nhau không anh tiến lại gần và phát hiện ra đó không phải gia hân anh có vẻ hơi thất vọng lúc này luật sư thẩm cũng trở lại công ty sau khi hai người đã thảo luận xong công việc tích sự cảm thấy mệt mỏi tích sự cố tình lạc hướng lắp bắp nói muốn hỏi anh một vài vấn đề giả vờ như đang hỏi thay cho một người bạn luật sư nhìn đồng hồ và thấy còn thời gian bảo anh kể chi tiết hơn về sự việc tích sự bắt đầu kể về những gì xảy ra trên du thuyền ở một nơi khác bạn thân của gia hân bất ngờ thấy cô nôn mửa khá nặng có lẽ vì cô ấy vừa uống sữa lạnh. Sáng nay khi cô ấy ra khỏi nhà đã muốn nôn mửa, liệu cô ấy có bị bệnh dạ dày không? Họ cứ nghĩ rằng cô ấy có thể bị bệnh gì đó về dạ dày. Luật sư Thẩm phân tích với Tích Dực, người phụ nữ này có vẻ không bình thường, có lẽ cô ấy muốn đòi một khoản tiền bồi thường. Và khuyên nên thỏa thuận rõ ràng trên giấy, nếu phía nữ nghe được tin tức gì đó, có thể làm cho người bạn của anh mất hết tất cả cũng không phải không có khả năng. Điều này khiến Tích Dực cảm thấy hơi sợ. Nhưng người bạn của bạn thật sự rất tồi tệ. Anh ấy đã có bạn gái mà vẫn dám chơi lớn như thế ngoài kia, Tích Sực cảm thấy rất ngại khi nghe. Ở một nơi khác, Gia Hân đang ăn cơm, lãnh đạo tìm kiếm cô, nghe thấy, Gia Hân ngay lập tức đứng dậy. Lúc này, Tích Sực cũng tiến lại gần, lãnh đạo lên tiếng la mắng Gia Hân, xem Gia Hân bị người khác bắt nạt như vậy, Tích Sực tức giận đến nỗi mắt muốn phun lửa. Lúc này, một lãnh đạo khác lại tiến tới gây rối, vì công ty sẽ tổ chức sự kiện team building trong vài ngày tới nhưng cô ấy lại xin nghỉ. Ai sẽ ở lại công ty để nhận cuộc gọi và nhận biêu phẩm? Lúc này giám đốc dường như không thể kiềm chế được nữa. khi thấy gia hân bị bắt nạt, tích dực nhanh chóng tiến đến giải cứu. lúc này tất cả đồng nghiệp đều đứng lên. bạn thân của cô cũng bị sốc trước tình huống này. tích dực buộc bạn trai cũ của cô phải xin lỗi. tích dực cảnh cáo anh ta nếu anh còn quấy rối gia hân, lần sau không chỉ dừng lại ở đây. sau khi giúp đỡ gia hân một lần nữa, bạn trai cũ của cô nhanh chóng nói mình sai và cũng vội vàng rời đi. lúc này Hai người lãnh đạo trẻ cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Mắng ra hân vì cô đã làm cả công ty dối tung lên. Người phụ nữ tiếp tục trách móc ra hân, sau đó nhanh chóng quay sang tích dực và hỏi anh có sao không. Tích dực trách móc rõ ràng là người gây dối là kẻ xấu, nhưng cô lại đổ lỗi cho nạn nhân. Rõ ràng là nhân viên xin nghỉ với lý do hợp lệ, nhưng cô lại cố tình tìm chuyện. Trước mặt mọi người, tích dực đã trách mắng họ một trận dữ dội. Anh kéo ra hân đi, điều này khiến mọi người trong văn phòng không thể tin nổi họ đều nghĩ rằng tích dực có lẽ là bạn trai mới của gia hân cả bạn thân của cô cũng tỏ ra rất ghen tị tích dực trao cho cô tấm vé máy bay nói rằng họ sẽ khởi hành ngày mốt và hy vọng sau khi trở về từ bahamas mọi vấn đề sẽ được giải quyết điều này khiến tích dực nhớ lại lời khuyên của luật sư thẩm tích dực nhanh chóng hỏi cô ấy nếu có điều kiện gì cứ nói ra thầy gia hân đang suy nghĩ tích dực nghĩ rằng cô ấy muốn lợi dụng tình hình cô nói sau khi chúng ta chính thức ly hôn xin hãy mời tôi ăn một bữa tối Hóa ra cô muốn biểu thị lòng biết ơn vì tích dực đã giúp đỡ cô nhiều lần. Như vậy họ đã đồng ý. Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến món bò hầm. Không ngờ, sau khi ăn một miếng, Gia Hân lại một lần nữa nôn mửa và nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh. Gia Hân cầm theo tài liệu chuẩn bị đi photocopy, một sếp thấy cô liền chạy đến giúp và nói cô hãy nghỉ ngơi đi. Cô bạn thân của Gia Hân chứng kiến cảnh này và tự nhủ thật biết cách nịnh hót. Sau đó, mọi người trong văn phòng đều tìm đến Gia Hân, họ thật sự coi cô như là bạn gái của tích dực, khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Bạn thân cười đùa, không lẽ bạn thực sự là bạn gái của tích dực? Thấy Gia Hân có vẻ ngại ngùng, cô ấy không hỏi thêm và tặng cho Gia Hân một vé triển lãm tranh. Một bà lão thanh lịch này chính là bà của tích dực, đang ngắm nhìn một món đồ cổ. Hóa ra, Địch Luân muốn mời chủ tịch tham gia triển lãm tranh của một người bạn và định tặng món đồ cổ này cho chủ tịch. Bà lão vui mừng đồng ý ngay và sau đó quay về phòng thay đồ. Chính lúc đó, trợ lý tới tìm chủ tịch lúc này một phần tài liệu rơi xuống đất địch luân nhặt lên và sau một ánh nhìn tò mò anh ta trao nó lại cho trợ lý sau khi nhìn vào anh ta la lên giấy chứng nhận kết hôn của tích dực và phía nữ là trần gia hân anh ta nhớ lại đó chính là cô gái mà anh đã đặt vé máy bay cho chính là cô ấy cùng với tích dực đi đến bahamas địch luân sau đó đề nghị trợ lý giao hồ sơ này cho chủ tịch và anh ta nhanh chóng rời đi tại buổi triển lãm chủ tịch đã chọn một bức tranh mình thích nhưng tiếc thay bức tranh gốc đã được mua đi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi gia hân cũng tiến lại và cũng rất thích bức tranh này tiếc là cô không mua nổi và chỉ có thể nhìn rất tiếc bức tranh với khung màu xanh vừa bị bán mất chủ tịch nhìn gia hân bỗng nhiên cô lại muốn nôn và vội vàng rời khỏi phòng triển lãm địch luân nhặt được quyển sổ ghi chú mà cô đã làm rơi chủ tịch biết gia hân cũng thích tác phẩm đó nên đã yêu cầu địch luân tìm cô và tặng bức tranh cho cô gia hân chạy đến một cửa hàng dược phẩm và mua đồ kiểm tra cô che chúng bằng quần áo và đi tới quầy thanh toán với vẻ xấu hổ bất ngờ điện thoại của cô reo lên làm cô giật mình và làm rơi mọi thứ người quản lý nhìn cô với ánh mắt hoang mang hóa ra địch luân đã liên lạc với cô đưa cho cô quyển sổ ghi chú và bức tranh để cảm ơn địch luân gia hân mời anh ăn một món tráng miệng khi đến cửa hàng tráng miệng sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân gia hân bảo rằng cô cần đi nhà vệ sinh một chút cô lấy bộ kiểm tra ra và thật sự đã có điều bất ngờ cả ba kết quả đều giống nhau. Lúc này, một nhóm livestream bất ngờ đến cửa hàng Tráng Miệng. Gia Hân đi ra với vẻ mặt u sầu và vừa mới ra khỏi cửa đã nôn mửa. Cô gái livestream đến gần Gia Hân và nói vớ vẩn với khán giả của mình rằng đây là một cửa hàng đen và nói rằng cô ấy bị nhiễm khuẩn từ thực phẩm. Nghe được điều này, ông chủ quán đứng lên và bảo vệ danh tiếng của mình, khẳng định đồ quán bán không có vấn đề gì cả. Gia Hân muốn đi ra giải thích, nhưng trong lúc hỗn loạn, bộ kiểm tra thai của cô đã rơi ra địch luân lập tức nhận ra nguyên nhân nói cứ ngỡ cô ấy đang mang bầu một nhân viên khác nói cô ấy nôn mửa không liên quan gì đến đồ ăn của chúng tôi rồi đưa bộ kiểm tra thai cho cô gái livestream và nói hóa ra cô ấy đang mang bầu khi phát trực tiếp mọi người nhanh chóng đến xem sự việc gia hân mang bầu đã được phát sóng trực tiếp trên mạng may mắn thay địch luân đã đưa cô ra khỏi tình huống khó xử đó cha của đứa bé cũng đã đến mọi chuyện đã có sự biến chuyển đột ngột khi ra khỏi cô ấy có vẻ mất tập trung Địch Luân an ủi rằng có lẽ không ai xem trực tiếp. Lúc này, Gia Hân đã tự nói với mình, cha của đứa bé là một người tốt, không biết cô có nên nói với anh ấy không. Còn Địch Luân đã biết từ lâu, cha của đứa bé chính là Tích Dực, nên đã chạy lại an ủi cô, tặng cô một đồng xu may mắn, khuyến khích cô phải tiếp tục cố gắng. Bên này, Tích Tổng đang mải mê nhìn vào giấy kết hôn, lúc này Anna gọi điện cho anh, hỏi tại sao anh không quan tâm đến cô suốt thời gian này. Tích Tổng nói, sau khi anh giải quyết xong mọi việc anh sẽ tổ chức một đám cưới hoàn hảo cho cô. Gia Hân cầm hồ sơ chuẩn bị đi photocopy, cô đang cầm vali chuẩn bị cùng Tích Tổng đi đến Bahamas, lúc này bạn thân gọi điện cho cô, trách cô giấu mọi chuyện, và chuyện của Gia Hân đã leo lên đầu danh sách tìm kiếm hot trên Weibo, với biệt danh chị nôn mửa khi mang thai, đã trở thành hot. Hóa ra tin tức về việc Gia Hân mang thai đã được đưa lên danh sách hot. Sau khi xem xong, cô cảm thấy rất buồn phiền. Bà cũng đang xem danh sách hot của hôm nay, tự nói không biết nhà ai may mắn như vậy. Nếu cháu dâu của bà nôn mửa như vậy, bà sẽ rất vui. Sau đó, bà nhìn thấy một ghiếp động khiến bà nhớ đến cô gái tại triển lãm tranh và đã gửi ghiếp này cho Địch Luân. Sau khi xem xong, Địch Luân đã gửi tin nhắn cho chủ tịch và kể cho chủ tịch gần đây tích dực đang chuẩn bị ly hôn với cô gái này. Nghe xong, chủ tịch rất ngạc nhiên và gọi điện cho an tâm mới biết cháu trai đang chuẩn bị đi Bahamas để hủy bỏ hôn nhân bà già đã nảy ra ý tưởng sử dụng một dự án tại đảo hoa điểu để ngăn cháu trai của bà đi bahamas ai ngờ hòn đảo xinh đẹp này lại là quê hương của trần gia hân mẹ và chị gái của cô đang quản lý một quán mì lúc này chị gái sau khi nhìn vào điện thoại đã hét lên không tốt rồi gia hân lần này thật sự gặp rắc rối lớn bên này tích tổng lái xe đến trước nhà cô trao cho cô một phong bì bên trong là một tấm sách trống muốn bồi thường một phần kinh tế cho gia hân nói rằng anh sẽ yên tâm hơn nếu cô nhận nó nhưng gia hân không muốn nhận xét của anh và nói rằng tối qua anna đã chấp nhận lời cầu hôn của anh gia hân nhận nó có thể làm anh yên lòng lúc này mẹ cô gọi điện cho cô nghĩ rằng mẹ cũng biết chuyện mình mang thai và cô cắt đứt cuộc gọi khi hai người đến sân bay một hành khách chạy về phía này và nói cẩn thận một chút cái ôm này khiến gia hân có chút lưu luyến khi chuẩn bị lên máy bay tích tổng nhận được cuộc gọi từ trợ lý báo rằng chủ tịch muốn anh trở về để xử lý dự án tại đảo hoa điểu anh chỉ có thể hủy chuyến đi bahamas và vội vàng rời sân bay gia hân nhìn bóng lưng của anh xa dần trong lòng cô vẫn cảm thấy một chút vui sướng lúc này mẹ cô gọi lại bằng điện thoại của người khác trách mắng có chuyện lớn xảy ra mà cô còn giấu mẹ cô phải ngay lập tức lên thuyền về nhà bà lệnh cho cô phải trở về nhà ngay bên này bà nhìn cháu trai chuẩn bị đi đến đảo hoa điểu lén lút mỉm cười hạnh phúc mọi người bàn tán xôn xao về chuyện của cô nghe xong gia hân đã chuẩn bị tinh thần cúi đầu và đụng phải tích tổng và hai người đã đi ngang qua nhau cô đã mất mặt mất rồi và cô gặp mẹ và chị gái dẫn đi đúng lúc cảnh này đã bị tích rực sau lưng nhìn thấy trần gia hân sau đó đã lén lút đi theo họ và đến trước cửa nhà của gia hân gia hân nhanh chóng nhận sai muốn đánh hay mắng thì tùy mẹ hóa ra mẹ cô lo lắng vì vụ thẻ tín dụng mắng con cần phải nói cho mẹ biết con đã tiêu tiền vào đâu làm cho cô thở phào nhẹ nhõm vậy là mẹ chưa biết chuyện mình mang thai đúng lúc này một người hàng xóm chạy tới và nói có chuyện lớn xảy ra chuyện lớn lắm. Gia Hân, cô ấy, có dấu hiệu nôn mửa của bà bầu, và mọi chuyện đã bị lộ ra ngoài. Mọi người đều cảm thấy hoang mang, tích dực ở ngoài cũng đang run rẩy. Lúc này, mẹ Gia Hân hoàn toàn sốc, mẹ cô tức giận đến nỗi muốn đánh cô bằng cây trổi, nhưng bị người hàng xóm và cô họ cản trở. Đúng lúc này, một bàn tay đã chặn cây trổi của mẹ Gia Hân. Hóa ra đó là tích dực, anh nhanh chóng nói, con là cha của đứa trẻ. Mẹ Gia Hân cảm thấy rất tức giận sau khi nghe. Mọi người cũng bị sốc bởi tất cả những gì vừa xảy ra. Mẹ Gia Hân chỉ với cây trổi vào tích dực và nói, nghe đây, Trần Gia Hân có thể dễ bị bắt nạt, nhưng mẹ cô ấy thì không. Cô đưa ra một lời cảnh cáo, vì nói chàng trai định xử lý thế nào, anh dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói, không biết. Mẹ Gia Hân tức giận đến nỗi hét lên, không biết. Anh còn dám nói linh tinh trước mặt tôi à? Cô đã đuổi tích dực khắp nhà, sau đó trói anh lại, họ mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt và gọi điện cho bà của tích dực. Nói rằng cháu cưng của bà đã lợi dụng con gái tôi, khiến cô ấy mang thai. Bà vui mừng nói, bà hẹn sẽ đến ngay mai để nói chuyện với họ. Hóa ra bà tới đó với ý định cầu hôn cho Tích Dực. Trong kho, Tích Dực bị trói và mắt mũi bị bịt. Đột nhiên, cậu ấy nghe thấy tiếng động như có người đến. Hóa ra đó là Gia Hân, cô ấy mang theo một tấm chăn và đi vào. Gia Hân nhanh chóng gỡ băng keo khỏi miệng anh. Gia Hân la mắng anh một trận, nhưng cô ấy cũng hy vọng anh không trách mẹ mình cô âu yếm bóc bánh trưng cho anh và khi đi ngủ gia hân vẫn ở bên cạnh anh anh nhìn người phụ nữ trước mắt cô lạnh lẽo và co do nên anh đã trái lòng mình đưa chăn cho cô sau đó họ bắt đầu trò chuyện gia hân hỏi nếu không phải vì giấy chứng nhận kết hôn trên du thuyền liệu họ có trở lại cuộc sống tự do của mình không tích dực nói chúng ta không bao giờ có thể quay lại quá khứ trừ khi có cách giải quyết vấn đề này cô ấy vỗ nhẹ bụng và nói đây có phải là một vấn đề không lúc này tích dực cảm thấy mình nói hơi nặng nề và nhanh chóng giải thích với cô tôi không có ý đó đừng hiểu lầm chúng ta sẽ xem xét cách giải quyết khi bà tới ngày mai gia hân hơi bất đắc dĩ lại đắp chăn cho tích dực sau đó ngồi xuống nhìn anh một lúc và viết một tin nhắn cho anh trên một tờ giấy sáng sớm nhiều thiết bị gia dụng được giao đến mẹ gia hân tưởng nhầm là ai đó đã giao nhầm địa chỉ nhưng rồi mọi người phát hiện ra rằng chúng đều là quà từ chủ tịch mẹ gia hân cảm thấy mất kiên nhẫn Người bà tiến đến và giới thiệu là bà của Tích Dực, tên tôi là Ung Trân Châu. Sau đó, bà đã lấy ra giấy kết hôn của Gia Hân và Tích Dực, nói với mẹ Gia Hân rằng khi đứa trẻ này sinh ra, nó sẽ là người kế nhiệm của tập đoàn Thành Khiết. Cả mẹ Gia Hân và cô em gái đều cảm thấy hơi bị sốc. Lúc này Tích Dực cũng thức dậy, thấy một tờ giấy trên bàn Gia Hân để lại, nói rằng cô ấy sẽ đi phá thai. Tích Dực nhanh chóng thông báo cho mọi người và ngay lập tức đến bệnh viện. Ở bên kia, Gia Hân đang kiểm tra bụng của mình, Tích Dực cũng đến bệnh viện. Từ phía sau nhìn cô kiểm tra. Bác sĩ nói rằng Thai Nhi rất khỏe mạnh. Tích Dực cũng thấy cảnh này ra Hân ta về Thai Nhi giống như một hạt báng vậy, sau khi nghe, Tích Dực không giấu được nụ cười hạnh phúc. Bác sĩ muốn cô nghe tiếng đập tim của Thai Nhi, điều này khiến cô không muốn phá thai nữa, nhưng cô vẫn gọi bác sĩ và hỏi, nếu phá thai, Thai Nhi sẽ đau không? Bác sĩ rất ngạc nhiên và nói phá thai gây tổn hại lớn đến cơ thể và nói cô đã thảo luận với chồng cô chưa. Gia Hân không trả lời, và ngay lúc đó, Tích Dực đột nhiên xông vào xin lỗi, vì đến muộn rồi. Gia Hân ngạc nhiên nhìn anh, bác sĩ nghĩ rằng họ đang cãi vã nên đã rời khỏi phòng. Trần Gia Hân tôi muốn có bé con này, tôi muốn đứa con của chúng ta được sinh ra một cách an toàn. Sự quyết định này khiến Gia Hân cảm thấy rất hạnh phúc. Khi trở về nhà, bà và mọi người rất vui mừng, nhìn thật là đáng yêu. Họ đã nghĩ đặt tên cho đứa trẻ và như thế, tên của đứa trẻ đã được đặt. Cuối cùng, theo yêu cầu của bà, cả hai đã đi đến cục dân chính của đảo Hoa Điểu. Và như thế, họ đã kết hôn một cách mơ hồ lễ cưới của họ chính thức bắt đầu khiến trợ lý ở bên này cảm thấy hoàn toàn bối rối chủ tịch nói rằng buổi tiệc tối đã được tổ chức quá gấp rút nên họ sẽ tổ chức một đám cưới đơn giản trên đảo khi đứa trẻ được đầy tháng bà sẽ thuê một con tàu để mời mọi người đến thượng hải mọi người đều náo loạn phải hôn một cái chứ điều này khiến cả hai cảm thấy rất ngại sau đó cả hai bắt đầu hôn nhau dưới tiếng vỗ tay của bạn bè họ cuối cùng đã hoàn thành lễ cưới nhưng trong lòng chú rể chỉ có hình ảnh của bạn gái anna tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh dậy mọi thứ đều chưa từng xảy ra chỉ còn lại anna buổi lễ cũng chính thức kết thúc ông chủ mới cưới luôn có vẻ buồn rầu cô dâu nhìn thấy tất cả mọi thứ qua khai cửa và chạy vào liên tục nói lời xin lỗi điều này khiến tích dực cảm thấy rất khó chịu và bắt đầu cãi vã với cô anh thậm chí còn muốn đưa cô một khoản tiền bồi thường và mong muốn cô biến mất khỏi cuộc sống của mình nghe xong gia hân cảm thấy rất thất vọng và hứa với tích dực rằng chỉ cần khi đứa bé chào đời cô sẽ ngay lập tức rời đi cô chắc chắn sẽ không nhận bất kỳ số tiền bồi thường nào từ anh và cô cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh và bạn gái của anh anna sau khi nghe xong tích dực muốn ra ngoài đi dạo lúc này anna gửi cho anh một đoạn video nói rằng màn trình diễn hôm nay rất thành công và ước gì anh có thể đến nơi cô sẽ sớm trở về và cưới anh tích dực sau đó gọi cho luật sư thẩm yêu cầu anh sắp xếp một hợp đồng ly hôn. Chưa kịp cắt máy, mẹ vợ đã xuất hiện trước mặt anh, nói rằng nếu sau khi kết hôn mà còn có bất kỳ ý định nào khác hoặc làm cho Gia Hân chịu khổ sở, dù con ở Thượng Hải, bà cũng sẽ bơi qua tìm con. Thật ra, mẹ đã biết từ lâu rằng hai người họ không có nền tảng tình cảm nào. Sáng hôm sau, mẹ của Gia Hân lấy hai hộp từ ngăn kéo. Bà trả lại món đồ trang sức màu đỏ cho bà của con rể và từ chối nhận đồ trang sức vàng đắt tiền này. Sau đó, bà mở hộp sắt và nói nói rằng đây phần trang sức mà bà chuẩn bị cho gia hân bà biết rằng gia hân có lẽ đã lên đời khi cưới vào nhà của họ nhưng bà không muốn con gái tôi cảm thấy thấp hơn khi cưới vào nhà chồng vì vậy những gì phía nữ phải đưa bà sẽ đảm bảo đây là thứ quý giá nhất trong nhà chúng tôi thấy bà có vẻ ngại nhận mẹ gia hân đã ngồi xuống và nói ít nhất là như vậy chúng ta sẽ không bị người làng cười nhạo người bà sau khi nghe đã cảm thấy rất cảm động và người bà sau đó đã nhận lấy những món quà cưới và hứa sẽ không để ai bắt nạt gia hân lời hứa của bà khiến mẹ gia hân cảm thấy an lòng khi gia hân trở về cô bạn thân của cô than phiền vì gia hân đã trở về nhà và kết hôn mà không nói với cô khi gia hân không biết phải nói gì cô bạn thân đã trêu chọc cô kết hôn mà lại lén lút như vậy à rồi đưa cho gia hân một phong bì đỏ sau đó cô bạn thân hỏi chồng của gia hân là ai gia hân chỉ có thể nói thầm với cô rằng đó là tích dực cô bạn thân sau khi nghe đã hoàn toàn sửng sốt ngày hôm sau khi đến công ty làm việc gia hân bất ngờ nhìn thấy một cô gái mang nhiều đồ ăn mang về khiến gia hân nhớ lại quá khứ của mình mọi người đều không cho cô làm việc vặt nữa lúc này luật sư thẩm gọi cô vào văn phòng từ hôm nay trở đi cô sẽ trở thành trợ lý đặc biệt của tôi và như vậy cô trở thành trợ lý đặc biệt của ông chủ tích dực đã đưa gia hân trở về nhà Di giả vờ chạy đến chào đón và còn nhầm Ra Hân là Anna. Tích Dực ở bên cạnh không vui và giới thiệu, đây là cô tú linh của tôi, người đã sử dụng tiền công ty trái phép. Khi bị phát hiện, cô ấy đã lấy tiền và trốn đi. Bây giờ, sau khi ly dị, cô ấy tạm thời sống ở nhà chúng tôi. Và như vậy, Tích Dực đã chế giễu cô một hồi. Lúc này, bà nội đến và dẫn Ra Hân đi. Bà nội dẫn cô vào phòng đọc sách và chỉ cho cô xem bức tranh mà bà yêu thích nhất, rồi hạnh phúc. Rõ ràng bà nội rất hài lòng với cháu dâu này. Tối đó, khi Gia Hân đến phòng ngủ chính, cô bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh lớn của Anna ở ra. Cô đi đến và tự nói trước bức ảnh, có lẽ đây là sự khác biệt giữa con vịt xấu xí và thiên nga trắng. Cô đã hứa với bạn trai của bạn rằng sau khi đứa bé chào đời, cô sẽ yên lặng rời đi. Chính lúc này, tích sực đi từ phía sau. Mặc dù anh đã nghe thấy những gì Gia Hân nói, anh vẫn tàn nhẫn rút ra một hợp đồng ly hôn và đưa cho Gia Hân, và nói, trong tương lai của anh, không có chỗ cho cô cô là một cô gái tốt và anh không muốn cô thiệt thòi anh sẽ sắp xếp mọi thứ cho cô tiền trợ cấp nhà cửa công việc nghe xong gia hân nói liệu anh có sợ sau này tôi sẽ dựa vào đứa trẻ để tìm anh không lúc này tích dực không biết phải trả lời thế nào nên chỉ nói anh sẽ cho cô ba ngày để suy nghĩ cô cần gì cứ nói ra nghe xong gia hân rất tức giận ngồi trên ghế sofa suy nghĩ suốt đêm trong đầu cô xuất hiện hình ảnh anna và tích dực cùng ôm con nhỏ và sống hạnh phúc sau đó cô đã ký hợp đồng và nói với tích sực với vẻ tức giận cô sẽ ký vì tôi biết đứa bé ở bên anh mới là lựa chọn tốt nhất nhưng cô không muốn tiền của anh vì cô không bán con trai mình dù tích sực cố gắng thuyết phục gia hân vẫn quyết định không nhận tiền của anh cô nói cô sẽ sống nỗ lực hơn bất cứ ai và sẽ trở lại để thăm con mình một cách đàng hoàng lúc này tích sực cảm thấy rất xấu hổ tiếp theo gia hân tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay và trả lại cho anh cô sau đó chuẩn bị ra về không quên nói rằng cô sẽ không nói với bà nội. Sau khi nói xong, cô rời phòng. Sau khi Gia Hân đi, anh mở hợp đồng ly hôn ra, nhận ra mục tiền bồi thường đã bị Gia Hân gạch đi hết, khiến anh cảm thấy rất ân hận. Sáng hôm sau, tích dực đưa Gia Hân đến công ty. Đi được một nửa đường, Gia Hân yêu cầu anh dừng lại, bày tỏ rằng không cần anh chờ nữa vì đường này không thuận tiện cho anh. Cô nói xong rồi tự mình đi ra khỏi xe, khiến anh không ngờ đến việc Gia Hân đã học cách từ chối người khác. Tối đó, bà nội tìm đến luật sư thẩm yêu cầu anh giúp soạn một bản tài liệu và đặc biệt nhấn mạnh việc giữ bí mật với mọi người luật sư thẩm đã sắp xếp một phòng làm việc riêng cho gia hân yêu cầu cô chỉ tập trung làm trợ lý đặc biệt của anh những việc như chạy việc in ấn từ trước giờ cô không cần làm nữa bây giờ công việc chính của cô là tham gia vào các triển lãm tranh triển lãm và một số sự kiện xã hội thay cho anh cuối cùng anh còn đặc biệt yêu cầu cô mua vài bộ quần áo mới và làm đẹp những chi phí này có thể trực tiếp gửi yêu cầu hoàn lại từ phòng tài chính. Sau khi luật sư thẩm đi, cô ngồi xuống ghế văn phòng, dường như rất thích thú với tất cả những gì đang diễn ra. Hóa ra, tất cả mọi thứ đều do Tích Dực sắp xếp và anh liên tục nhắc nhở luật sư thẩm phải chăm sóc tốt cho Gia Hân. Ngay khi bước vào, cô đã thấy Địch Luân, hai người nhanh chóng tìm một chỗ và ngồi xuống. Không ngờ Tích Dực cũng đã đến hiện trường và ngồi bên cạnh cô ấy với một chút ghen tị. Gia Hân như bị kẹp giữa hai người, Địch Luân cũng không thua kém liên tục nhìn tích cực. Anh ta nhắc nhở phòng nhân sự về những người nói láo, không làm việc mà chỉ biết lừa gạt người giả và tiêu tiền. Anh ta cảnh báo phòng nhân sự không được tuyển dụng họ. Nghe xong, Địch Luân nhanh chóng phản bác. "Gia Hân, đối với những người chỉ biết nói lớn và ra lệnh cho người khác, cô chỉ cần lạnh nhạt và không quan tâm. Anh ấy nói gì thì nói, cô chỉ cần làm việc của mình." Gia Hân trở nên rất ngạc nhiên. Lúc này, buổi hòa nhạc cũng chính thức bắt đầu, đi kèm với tiếng đàn piano dịu dàng. Chẳng mấy chốc Gia Hân đã buồn ngủ và tựa vào vai của tích dực, khiến anh ta cười mừng. Nhưng sau đó, cô lại tựa vào vai của địch Luân, làm tích dực tức giận. Khi buổi hòa nhạc kết thúc, địch Luân muốn đưa cô về nhà. Địch Luân bảo vệ cô, nhưng tích dực không muốn điều đó. Lúc này, Gia Hân đã gửi tin nhắn cho anh, anh không phải đã nói khi ở ngoài, cô phải giả vờ không quen biết mình sao. Địch Luân sẽ đưa tôi về nhà, không cần lo lắng. Sau khi đọc, anh càng tức giận hơn và anh đã tìm cơ hội để đi ăn trưa vào buổi tối tích sực nhận được tin nhắn từ em họ là chính nhân nói rằng tổng giám đốc châu của tập đoàn hải phi muốn hợp tác với chúng ta họ muốn đảo hoa điều chịu trách nhiệm cho dây chuyền sản xuất dòng sản phẩm mềm mại anh ấy cũng gửi một số sản phẩm dùng thử anh sẽ nhờ chị dâu chuyển cho anh hóa ra chính nhân đã tự mình chuẩn bị ký hợp đồng với hải phi và sau khi trở về anh đã thử sản phẩm của họ không ngờ gia hân rất nhạy cảm với mùi hương này và cô đã chạy vào phòng mình ngày hôm sau chính nhân mời tích sực đi ký hợp đồng Tích Dực vẫn có một chút e dè với Hải Phi nên anh đã giao hợp đồng cho trợ lý và yêu cầu phòng pháp chế kiểm tra. Như vậy anh đã dự phòng trước. Ở bên này, Gia Hân, đại diện cho văn phòng luật, đã đến triển lãm tranh. Lại một lần nữa, cô cảm thấy không thoải mái. May mắn là Địch Luân xuất hiện đúng lúc và đưa cô đến bệnh viện. Hóa ra nguyên nhân là do thiết bị của tập đoàn Hải Phi. Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng tất cả các chỉ số đều bình thường, có lẽ chỉ là hiện tượng nôn mửa thông thường của phụ nữ mang thai. Ở một nơi khác, Chính nhân đã tìm đến bà nội và nói lớn rằng hợp đồng với Hải Phi cần được ký ngay. Bà nội bày tỏ rằng bà vẫn đang xem xét hợp đồng và nhắc nhở anh làm ăn an cần thận trọng và bình tĩnh. Nhưng cháu trai của bà đột nhiên quỳ xuống, làm bà nội mềm lòng và đồng ý. Bà đã cho phép anh ta đi lấy hợp đồng ở phòng tài chính nhưng bà sẽ thêm một điều khoản vào hợp đồng. Điều này khiến cháu trai của bà rất vui mừng. Ở một nơi khác, cô của Gia Hân nhận cuộc gọi từ chủ tịch và được yêu cầu đến công ty lấy tài liệu. Nhưng khi đến cô đã nhìn thấy Gia Hân và Địch Luân ở bên nhau. Cô đã nắm lấy cơ hội để chụp lén cảnh hai người. Cô đã trở về và giao tài liệu cho bà nội, trong khi vẫn cằn nhằn về việc cô đã thấy Gia Hân và Địch Luân. Bà nội trong một thoáng chốc đã ngơ ngác. Cô nghĩ rằng bà nội đang giận Gia Hân nên cô không ngừng đổ lỗi và nói xấu cô. Hóa ra bà nội đã mang sản phẩm của Hải Phi đi thử nghiệm. Gia Hân nói với bà rằng sau khi tắm xong tối qua, cô ấy cảm thấy buồn nôn khá nghiêm trọng. Dầu gội mà cô ấy sử dụng lại là sản phẩm của Hải Phi. Thực ra, mùi hương của dầu gội hoàn toàn được tổng hợp từ pha lết. Nghe xong, cô hoàn toàn bị sốc. Bà nội yêu cầu cô ngăn chặn chính nhân ký kết hợp đồng. Lúc này, cô đã quỳ xuống và xin bà nội để mắt đó mắt này, cầu xin bà cho con trai mình, chính nhân, một cơ hội. Nhưng bà nội đã quả quyết không đồng ý. Kết quả là hai người đã cãi vã gay gắt và bà nội đã ngất đi. Chính lúc này, Gia Hân vừa trở về và cả hai đã đưa bà nội đến bệnh viện. Tích sực liên tục hỏi vì sao bà nội lại đột nhiên ngất xỉu lúc này cô đã lấy điện thoại ra đúng vậy bà nội đã thấy những gì trong điện thoại của cô tích dực cũng nhìn thấy những bức ảnh người cô đã thành công trong việc đổ lỗi lên gia hân gia hân nhanh chóng giải thích họ chỉ tình cờ gặp nhau lúc này bác sĩ đi ra và thông báo rằng chủ tịch vẫn còn trong trạng thái hôn mê tối đó gia hân để lại một tờ giấy cho tích dực quyết định rời bỏ gia đình này trước sáng hôm sau tích dực thấy thông điệp của cô và trở nên mất tập trung anh xuống lầu và thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn thậm chí là cả bữa trưa và bữa tối trong tủ lạnh. Lúc này, tích dực có lẽ đã bị xúc động. Mặc dù anh rất tức giận, nhưng trong lòng anh, anh không muốn Gia Hân rời đi. Sau khi bị cô hãm hại, Gia Hân đã chuyển đến nhà của bạn thân. Tích dực không còn tâm trạng làm việc nữa, liên tục nhìn vào bữa trưa mà Gia Hân chuẩn bị cho anh. Tất cả những gì anh nghĩ đến là cô ấy. Thấy anh trở nên mệt mỏi, trợ lý bên cạnh không thể chịu nổi và giả vờ nói rằng Gia Hân đã đến. Khi thấy biểu hiện phấn khích của tích dực, trợ lý ngay lập tức hiểu được tâm trạng của sếp trợ lý nảy ra một ý tưởng tốt hóa ra anh đã mua trục chủ nhà và trực tiếp chuyển vào nhà bạn thân của gia hân cuối cùng nhờ chủ nhà đưa ra nhiều ưu đãi bạn thân của gia hân một cách miễn cưỡng đồng ý trợ lý cố ý chiếm phòng của gia hân thậm chí muốn di rời hết hành lý của cô ra ngoài địch luân hỏi tại sao bà nội lại ngất và gia hân đã kể cho anh về sự việc liên quan đến những bức ảnh và nói rằng họ nên giữ khoảng cách trong thời gian gần đây ở phía bên này chính nhân đang nói xấu gia hân nói rằng Trần Gia Hân đã lén lút hẹn hò với một người đàn ông khác, khiến bà nội anh tức giận đến mức ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Ở bên này, bạn thân của cô đang than phiền về người đàn ông đang sống chung với cô, anh ấy xấu xí giống như một con tinh tinh, còn kêu gọi Gia Hân giải cứu cô. Bạn tin không, giữa đêm, tiếng ồn từ việc tắm và sấy tóc đã đủ ồn ào, quan trọng hơn là sau khi sấy xong tóc, cô ấy lại dùng máy sấy như micro và hát. Ở đây, trợ lý cũng đang than phiền với tích dực, anh liền nói với Tích Dực rằng Gia Hân đã trở về nhà, anh có thể chuyển về ở lại không? Trợ lý bị từ chối bởi Tích Dực. Dực tổng liên hệ với tổng giám đốc Châu của tập đoàn Hải Phi mới biết em trai chính nhân đã ký hợp đồng từ lâu. Điều này khiến anh vô cùng tức giận, bởi điều đó có nghĩa là xà phòng truyền thống hàng trăm năm của bà nội sắp bị ngừng sản xuất. Hai người nhanh chóng trở về để tìm giải pháp. Trợ lý phân tích ra rằng người dùng truyền thống đều trên 50 tuổi. Vậy nên Dực tổng nảy ra ý định mời bác sĩ Hách làm người mẫu quảng cáo. Ai ngờ Bác sĩ này chính là bác sĩ sản khoa của Gia Hân. Hôm sau, anh giả vờ đi cùng Gia Hân học hỏi, cố tình để bác sĩ Hách thấy. Khi ra về, anh bịa ra một lý do để Gia Hân trở về trước. Ai ngờ, Gia Hân có vấn đề muốn hỏi bác sĩ, cô liền chứng kiến cảnh này. Thẳng thắn mà nói, anh chẳng coi vợ mình ra gì cả, bác sĩ Hách nói sau khi nghe Dực Tổng nói. Để mời tôi làm người mẫu quảng cáo, anh đã chuẩn bị rất kỹ, vì vậy hôm nay anh đã cùng Gia Hân tham gia một lớp học muốn diễn một vở kịch để làm tôi cảm động. Thật đáng tiếc, mọi thứ đều lộ ra rất nhiều sai sót, thậm chí anh còn thừa nhận tất cả những gì bác sĩ Hách nói. Tôi thực sự đến đây để mời anh làm người mẫu quảng cáo. Mọi việc tôi vừa làm với Gia Hân cũng chính là đang diễn một vở kịch, như vậy lại một lần nữa làm tổn thương Gia Hân. Cô đến bệnh viện thăm bà ngoại, tự nói với mình rằng không thể tiếp tục sống một mình trong ngôi nhà này, cầu nguyện bà nội sớm tỉnh lại để bên cạnh cô. Ở bên này, Dược tổng lấy ra hộp cơm Gia Hân chuẩn bị cho mình nhìn thấy hai chữ cố lên viết trên đó tôi chưa bao giờ yêu cầu anh tốt với tôi và càng không mong anh thương hại tôi nhưng xin anh đừng lợi dụng tôi và đứa bé điều này thật sự rất tàn nhẫn anh cảm thấy có chút lương tâm trách nhiệm lúc này trợ lý chạy lại và nói rằng lễ khánh thành ở đảo hoa điểu sẽ diễn ra vào ngày mai và còn nói rằng tổng giám đốc nhỏ vương đã làm mưa làm gió ở đảo hoa điểu nếu anh muốn nổi tiếng hãy để anh ấy làm không sao cả nhưng anh ấy đã trở nên nổi tiếng bằng cách đạp lên một con ốc sên tức là Gia Hân. Nghe xong, anh rất tức giận, muốn đứng ra bảo vệ Gia Hân. Ngày hôm sau, anh dẫn Gia Hân đến nơi tổ chức lễ cắt băng, khích lệ cô lên sân khấu nói rõ mọi thứ. Thực ra, lúc này, Dực tổng đang khích lệ Gia Hân, bước từng bước trở nên mạnh mẽ hơn. Cô nói lớn trên sân khấu rằng cô không bao giờ làm tổn thương bà nội, chủ tịch hội đồng quản trị và chắc chắn không đi quen biết với những người đàn ông khác để tức giận bà nội. Nhưng mọi người dưới sân khấu không tin lời cô. Đúng vậy, chúng ta nên tin ai đây? Tin tôi, bởi vì tôi mới là tổng giám đốc của tập đoàn Thành Khiết và chính tôi đã giữ cho các bạn công việc. Sau khi nghe lời của tổng giám đốc, mọi người cuối cùng cũng yên lòng. Lúc này, tổng giám đốc Châu của tập đoàn Hải Phi nói, "Dực tổng, nhanh chóng giao nhà máy cho tôi đi." Đến khi anh ấy tiếp cận Gia Hân, mùi cơ thể của anh ấy khiến Gia Hân muốn nôn mửa. Hóa ra, sản phẩm của anh ấy từ tập đoàn Hải Phi đã vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Khi đang kéo tổng giám đốc ký hợp đồng, bỗng nhiên gia hân không may làm rơi tóc giả của tổng giám đốc châu thu hút sự chú ý của mọi người dưới sân khấu gia hân bị mắng điều này làm cho dực tổng rất tức giận hãy tỏ ra tôn trọng một chút cô ấy là người của tôi tổng giám đốc châu mặt mày bối rối quát tháo rằng muốn hủy bỏ hợp đồng ngay lập tức em trai của anh yêu thích sự chú ý khẩn cầu anh suy nghĩ lại nhưng dực tổng không muốn cho họ một cơ hội nói nếu đàm phán thất bại chúng ta hủy hợp đồng ngay khi gia hân chuẩn bị xin lỗi dực tổng ngay lập tức chặn lại cô và nói bây giờ với tư cách tổng giám đốc của công ty tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với anh ấy nhà máy ở đảo hoa điểu sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức vì vậy tôi đã làm mất lòng tất cả nhân viên sau đó anh kéo gia hân ra khỏi hiện trường hai người cứ đi mãi tay trong tay điều này khiến gia hân thấy người đàn ông trước mắt cô sẵn lòng chấp nhận mức phạt lớn từ việc chấm dứt hợp đồng chỉ vì cô cô cảm động và nắm chặt tay anh rời đi sau khi trở về dược tổng đã bị các cổ đông mắng mỏ lên họ thậm chí còn muốn thu hồi chức vụ tổng giám đốc của anh trong tình trạng lo âu anh đến bệnh viện để đồng hành cùng gia hân trong buổi kiểm tra thai nhưng cô đã hoàn thành buổi kiểm tra trước đó lúc này chị gái cô cũng đến bệnh viện khi họ chuẩn bị vào thang máy để đi ăn thang máy bất ngờ gặp sự cố dược tổng ngay lập tức nhấn nút gọi khẩn cấp và bảo vệ liền liên lạc với nhân viên sửa chữa không ngờ chị gái đang mang thai lại bắt đầu hoảng sợ và gần như sắp sinh dược tổng lập tức nghĩ đến việc gọi bác sĩ hách để xin giúp đỡ và liền gọi điện bác sĩ hách lúc đầu tưởng rằng dược tổng muốn mời anh làm người mẫu quảng cáo nên đã nói đừng phiền tôi nữa nhưng thực ra họ đang mắc kẹt trong thang máy chị gái đang mang thai tình trạng thế nào dưới sự hướng dẫn qua điện thoại của bác sĩ hách dược tổng kiên nhẫn giúp chị gái giữ tĩnh tâm hướng dẫn cô thở điều này cũng đã làm thay đổi quan điểm của các bác sĩ về dược tổng cuối cùng họ đã được giải cứu và chị gái đã sinh con một cách suôn sẻ Tổng giám đốc rất vui và đã chơi với em bé một lúc. Nhìn bà nội vẫn nằm ở bệnh viện, Dược Tổng tự nhủ lời xin lỗi vì không thể bảo vệ sản phẩm xà phòng gia truyền của bà. Còn trợ lý cũng đi vào với vẻ mặt chán trường, sẵn sàng cùng Dược Tổng mất việc. Đúng lúc này, điện thoại của anh lại nhận được một tin nhắn. Hóa ra, từ phía châu Âu có tin rằng sản phẩm xà phòng truyền thống của họ có thể được bán ở nước ngoài. Trong buổi họp hội đồng quản trị, Dược Tổng đã phát giấy chứng nhận cho tất cả các cổ đông tin chắc rằng truyền thống của họ sẽ được tái sinh nhưng người em trai không biết điều này giám đốc châu vẫn khăng khăng đòi dược tổng phải xin lỗi hải phi tập đoàn để bù đắp thiệt hại lớn mà họ đã gây ra các cổ đông cũng đã đưa ra ý kiến của mình dù sản phẩm truyền thống có thể được bán ở nước ngoài nhưng họ vẫn yêu cầu ông ấy từ chức tổng giám đốc khi anh không biết phải làm gì bác sĩ hách đã lén lút đến công ty hôm nay tôi đến đây với tư cách là cố vấn của tổ chức y tế thế giới tôi đã chấp nhận lời mời của dược tổng và đồng ý làm người mẫu quảng cáo cho sản phẩm truyền thống vì vậy Vị trí tổng giám đốc của Dược Tổng đã được giữ lại. Khi ra ngoài, Dược Tổng đã tìm đến bác sĩ Hách, hỏi anh lý do tại sao lại đồng ý trở thành người mẫu quảng cáo. Hóa ra, Gia Hân đã thuyết phục bác sĩ Hách. Ngày hôm sau, trợ lý vui vẻ mang lại tin tốt, sản phẩm của Hải Phi đã được phát hiện chứa hóa chất vượt mức cho phép. Tất cả sản phẩm đều đã được rút khỏi thị trường, gây ra tình trạng thiếu hàng trầm trọng, trong khi sản phẩm truyền thống của chúng tôi đã bán chạy. Nghe tin này, Dược Tổng đã cười hạnh phúc. Lúc này người anh muốn cảm ơn nhất là trần gia hân anh đã đến bệnh viện và thông báo tin tốt này cho cô và cũng nói với bà nội rằng họ đã thành công với sản phẩm truyền thống đúng lúc này gia hân cũng rất vui mừng cho anh không thể kiềm lại mình mà đã ôm chặt dược tổng mọi người khi cảm thấy hạnh phúc nhất hoặc buồn nhất đều cần một cái ôm nghe xong dược tổng lại cười hạnh phúc và ôm chặt gia hân bà nội đứng phía sau vui mừng mỉm cười khi tổng giám đốc vừa về nhà anh đã nghe thấy tiếng điện thoại của vợ mình là một tin nhắn từ một người tên là địch luân điều này khiến dực tổng người vốn định vào phòng lại quay trở lại và giả vờ đọc tạp chí thỉnh thoảng lại liếc nhìn vợ mình khi được khen sản phẩm truyền thống của chúng ta ở hungary ngay cả người nước ngoài cũng rất thích nó thật là tuyệt vời nghe xong dực tổng liên tục tự khen mình khiến gia hân trở nên bối rối sau cuộc họp trợ lý đã mang báo cáo tới cho anh cho biết sản phẩm truyền thống đã bán chạy lúc này châu tổng của hải phi lại đến gây rắc rối hóa ra anh ta muốn đàm phán về việc bồi thường hợp đồng và còn cố tình thêm vào hợp đồng một điều khoản về việc bồi thường kép thậm chí anh ta còn ghi lại video của ngày hôm đó sau khi xem dực tổng không biết phải làm gì nhưng khi châu tổng đang tự mãn con trai của gia đình châu và bà nội xuất hiện tại công ty bà nội bà đã tỉnh bà nội còn cố ý mang theo luật sư đến để giải quyết mọi chuyện hóa ra dực tổng lúc đó đã rất nóng lòng ký hợp đồng và đã nhờ bà nội dùng con dấu của mình bà nội đã đề xuất thêm một điều khoản vào hợp đồng Điều này khiến Châu Tổng giận dữ đến mức suýt ngất. Khi rời đi, anh còn cảnh báo Dực Tổng nên cẩn trọng khi ra ngoài. Cuối cùng, vấn đề này đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Bà thực sự không muốn tỉnh lại, năm đó có Gia Hân chăm sóc và còn có thể nghe những nói lời lòng bên tai, chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Thật tốt đấy. Nghe xong, Dực Tổng cảm thấy rất ngại. Lúc này, bà nội nghiêm túc nói với anh, con nên tìm một trợ lý chủ tịch đặc biệt để giám sát anh và người này có cấp bậc cao hơn bạn và người đó chính là trần gia hân nghe xong dực tổng hoàn toàn sốc đúng lúc này bà nội lại tiếp tục đưa ra một quyết định khiến anh phải cảm thấy bất ngờ bà gọi anh lại và nói đừng nghĩ rằng bà không biết anh đã làm gì với gia hân mà không cho bà biết bà đã bảo luật sư thẩm sửa lại di trúc nếu anh dám phản bội gia hân bà sẽ ký ngay và gia hân sẽ kế thừa tất cả tài sản của bà vì vậy dực tổng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận sắp xếp của bà nội sớm sau đó Luật sư thẩm đã thông báo cho Gia Hân. Điều này khiến cô hơi bất ngờ và khó chấp nhận. Tối về nhà, cô đã tìm đến bà nội và nói rằng cô không biết gì về việc làm trợ lý đặc biệt. Bà nội an ủi cô rằng nếu cô không biết gì thì hãy hỏi Dực tổng. Thực ra, bà biết rằng cô và anh ấy hàng ngày đóng kịch như một cặp vợ chồng. Đừng để Dực tổng coi thường cô. Bà nội mong muốn cô tiến vào trái tim của Dực tổng. Nhìn thấy bà nội cầu mong và lo lắng như vậy, Trần Gia Hân chỉ có thể đồng ý và cô cũng hứa với bà nội rằng cô sẽ cố gắng hết mình. Cô trở lại phòng và bắt đầu làm việc. Sau khi đi từ phòng vệ sinh trở về, Tích Dực thấy Gia Hân ôm chồng tài liệu và đã ngủ gật. Chính lúc đó, có tiếng gõ cửa của bà nội vang lên, anh vội vàng đỡ Gia Hân dậy và nhanh chóng đặt cô lên giường, tự hỏi tại sao bà lại đến lúc này. Hóa ra, bà nội đến vì lo lắng về Gia Hân sẽ phải đi làm vào ngày hôm sau và muốn cháu trai mình mời cô đi ăn, không đặt món qua điện thoại. Gia Hân cảm thấy rất ấm lòng sau khi bà nội rời đi. Cô định trở lại ghế sofa để ngủ nhưng Tích Dực đã kéo cô trở lại và nói, "Hôm nay, tôi sẽ để em ngủ trên giường, sau đó anh tự mình nằm xuống sofa." Gia Hân nhìn thấy tất cả và cảm thấy đã bắt đầu có tình cảm với Tích Dực. Sáng hôm sau, họ đến văn phòng luật sư để lấy tài liệu. Sếp của Gia Hân nói rằng tài liệu vẫn chưa được chuẩn bị xong. Gia Hân biết chỗ để tài liệu và chuẩn bị đi lấy nó. Chính lúc này, Tích Dực đã ngăn cản họ làm sao có thể để trợ lý đặc biệt của chủ tịch công ty thành khiết giúp tìm tài liệu và như thế tích dực đã giúp gia hân đặt dấu ấn trước một đồng nghiệp nữ từng bắt nạt cô trước đây gia hân cảm nhận được rằng tích dực đang giúp cô trả đũa sau khi trở lại công ty trợ lý và các giám đốc đã giới thiệu gia hân cho mọi người nói rằng tất cả các hợp đồng đã được xem xét phải được trình lên cho trợ lý đặc biệt trần để xem qua một phía khác anna sau khi kết thúc buổi luyện tập sẵn sàng nghỉ ngơi nhưng cô phát hiện ra đã có vết chai trên chân lúc này cô lại nhớ đến tích dực vì thế cô đã gọi điện cho anh nài nỉ tích dực đến paris xem cô biểu diễn tích dực bày tỏ rằng anh sẽ nhờ trợ lý đặt vé máy bay lúc cắt đứt cuộc gọi anh có chút do dự không biết có phải mình vẫn còn giữ chút cảm xúc cho gia hân không khi trở về công ty anh gặp ông châu tổng giám đốc của công ty hải phi ông đang cầm một phong bì dường như đang chờ ai đó hóa ra ông châu đang thương thảo với tổng giám đốc nhỏ vương bất ngờ trợ lý chạy tới và nói rằng gia hân muốn nổi loạn hóa ra cô đã từ chối hợp đồng giao hàng nhanh với công ty tốc đạt và còn biến phòng họp số 3 thành phòng dành cho mẹ và trẻ gia hân cho biết rằng những bà mẹ trong công ty đều rất vất vả và cô muốn tạo ra một không gian riêng cho họ sau khi nghe xong tích dực tỏ ra rất tức giận và yêu cầu cô nhanh chóng ký hợp đồng với tốc đạt nhưng có thể bỏ qua việc về phòng mẹ và trẻ tuy nhiên gia hân nói rằng tôi không ký tất cả những điều này đều được chủ tịch đồng ý cô chỉ ra rằng mọi thứ đều được bà nội chấp thuận đúng lúc đó một cuộc gọi đến tìm tích dực hóa ra là thông tin nội bộ của công ty đã bị ai đó tải xuống phòng y đã xác định địa chỉ tải xuống chính là ở văn phòng ở đảo hoa điểu điều này khiến tích dực ngay lập tức nghĩ đến tổng giám đốc nhỏ vương khi về nhà anh lập tức tìm đến vương chính nhân đối đầu anh đã bị anh ta mua chuộc sử dụng mật khẩu của bà nội để tải xuống các tệp bí mật sau đó bán cho người khác nhưng vương chính nhân kiên định không thừa nhận khi tích dực hỏi trong phong bì ông châu trao cho anh là gì Vương Chính Nhân lúc này trở nên câm lờ và không nói lời nào. Tích Dực trở nên giận dữ với em trai mình, nghi ngờ anh đã bán rẻ bí mật công ty. Dì của anh vội vã yêu cầu con trai mình phải thẳng thắn với Tích Dực, nhưng em trai anh vẫn không chịu nói. Lúc này, Tích Dực không còn kiên nhẫn được nữa, từ hôm nay trở đi, đảo hoa điểu và công ty thành khiết không còn liên quan gì đến anh cả, Tích Dực quyết định sa thải em trai mình. Thấy Tích Dực đã quyết định, Gia Hân đột nhiên đứng lên, bày tỏ rằng việc của Tổng Giám đốc nhỏ Vương vẫn chưa có bằng chứng không phải mọi việc đều cần có bằng chứng rõ ràng khi anh ấy thực sự gây hại cho công ty các bạn còn có thể giữ bình tĩnh như bây giờ không nhưng không có bằng chứng làm sao chúng ta có thể sa thải một người một cách vô căn cứ không ngờ bà nội cũng ủng hộ gia hân chúng ta làm theo cách của gia hân trước khi có bằng chứng chính nhân không cần phải bị trừng phạt cô thành công trong việc giữ lại vị trí cho tổng giám đốc nhỏ vương điều này khiến tích rực tức giận rời đi anh ngồi trong phòng mặt đỏ vì giận dữ lúc này Gia Hân đến và nói với anh rằng cô xin lỗi, chỉ muốn bày tỏ ý kiến của mình. Tích Dực tức giận nói, trong gia đình này, ngay cả bà nội cũng bị cô kiểm soát rồi. Vậy cô muốn làm gì thì làm, dù sao chúng ta cũng không phải là một cặp vợ chồng đúng nghĩa." Tích Dực nói xong rồi ra khỏi phòng. Gia Hân im lặng nhìn theo bóng lưng của anh. Ngày hôm sau, Tích Dực cố ý tìm đến ông Châu để cảnh cáo, "Nếu ông muốn gây rắc rối thì hãy đến tìm tôi, đừng làm khó em trai tôi nữa." Nghe lời kể ông Châu tích sực mới nhận ra mình đã oan trái cho em trai còn chính nhân lúc này anh đã không đi làm nữa tích sực chỉ có thể tìm đến gia hân nhờ cô giúp mình tìm em trai cuối cùng họ đã tìm thấy chính nhân ở một công viên tích sực ngần ngại không muốn gặp em trai nên đã nhờ gia hân trò chuyện với anh trước anh trai em lo lắng anh ấy sẽ dẫn dụ em sáng nay anh ấy đã đến và gian đe ông châu bảo ông ấy không được tiếp cận em chính lúc này tích sực nhảy ra hóa ra ông châu đã dùng những bức ảnh của tích dực để đe dọa công ty chính nhân chỉ muốn bảo vệ tích dực vì vậy anh đã mua lại bức ảnh bằng tiền bởi vì ông châu đã nhắm đến tập đoàn thành khiết từ lâu tôi không biết làm thế nào để chịu đựng việc phòng của anh vẫn còn có hình ảnh của anna nếu ông châu thật sự tiết lộ chắc chắn chúng ta sẽ bị tổn thương nặng nề đặc biệt là chị dâu lý do anh tải về bí mật của công ty chỉ là muốn hiểu rõ hơn về công ty sau này có thể mang lại nhiều đơn hàng hơn cho công ty mà thôi nghe xong Tích Dực nói với em trai mình, xin lỗi, em trai, tôi đã hiểu lầm em. Tích Dực cũng hứa với em trai mình sẽ giải quyết mối quan hệ giữa Anna và Gia Hân. Và như vậy, mọi người trong gia đình đều hòa thuận và hạnh phúc trở lại. Bên cạnh đó, trợ lý hỏi Tích Dực tại sao anh lại quyết định xây dựng phòng cho mẹ và trẻ sơ sinh và nhắc nhở anh không nên để Gia Hân điều khiển mọi thứ. Trợ lý sau đó cứ nói mê tít với Tích Dực và cuối cùng bị Tích Dực trừng phạt bằng việc phải sắp xếp 3 năm báo cáo công việc trợ lý trở về căn hộ mình thuê chung và tình cờ gặp phải một cô nàng cùng thuê phòng hai người đang tranh giành phòng tắm cô nàng nói và gây ra sự ngạc nhiên cho trợ lý cô liền nhắn tin cho gia hân vương tích rực tuần sau sẽ bay đến châu âu có lẽ là để hẹn hò với bạn gái cũ của anh anh ấy đang coi thường sự tồn tại của cô vợ mình cô đừng nên nghĩ rằng mọi người đều tốt bụng và vô hại như cô cô nên hành động khi biết tin tích rực sắp đi châu âu Gia Hân trở về phòng và nghe thấy Tích Dực đang gọi điện cho Anna và nói rằng đã đặt vé máy bay đến châu Âu, tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Cô cảm thấy buồn một cách bất ngờ và không hiểu. Thậm chí cô còn nói với Tích Dực rằng cô sẽ giúp anh giải thích với bà nội rằng anh đi châu Âu là để nghiên cứu thị trường. Tích Dực sau khi nghe xong cũng không biết phải nói gì nữa. Tích Dực chỉ có thể im lặng nhìn Gia Hân trước mắt. Ngày hôm sau, vì Tích Dực chuẩn bị đi châu Âu, anh đã tổ chức một buổi đào tạo đặc biệt cho Gia Hân. Sau khi đào tạo xong, hai người tới nhà hàng ăn trưa. Trong lúc ăn, tích dực thậm chí còn cho ra hân ăn, hai người có vẻ hạnh phúc khi đang ăn trưa cùng nhau, nhưng trợ lý đã làm phiền buổi tối của họ. Hóa ra, trợ lý đến để gửi tài liệu cho gia hân, nhưng anh ta đã bị tích dực đuổi đi. Tối đó, khi gửi tài liệu cho bà nội xem xét, bà nội bất ngờ nhận ra một trong những tài liệu liên quan đến thị trường châu Âu. Bà dừng lại không ký nữa và nhìn chằm chằm vào Gia Hân. Tích Dực vẫn đang chờ tin nhắn từ cô. Gia Hân đã trao tất cả tài liệu cho anh nhưng về tài liệu châu âu bà nội đã biết từ trước sau nhiều lần nài nỉ bà nội cuối cùng đã đồng ý cho phép tích rực đi buổi trưa bà nội bất ngờ yêu cầu họ về nhà ăn trưa nói rằng có một vị khách quan trọng sắp đến hóa ra bà nội đã cố ý mời địch luân đến làm cho khuôn mặt của tích dực trở nên chua sót lúc này bà nội nói với địch luân tích dực sắp đi châu âu gia hân sẽ phải nhờ anh giúp đỡ trong thời gian tích dực vắng mặt mong anh dạy gia hân giúp bà địch luân đồng ý ngay lúc này Tích dực lại ghen tị, còn bà nội thì cười rất vui vẻ. Một chiêu thức tinh quái. Sau bữa ăn, bà nội đang chơi đồ gốm trong vườn, Tích dực tìm đến và nói về chuyến đi châu Âu của mình. Đừng lo, gia hân có tôi và còn có Địch Luân nữa. Lần trước Địch Luân đã đi khám thai với cô ấy rồi. Sang sớm tổng giám đốc mở mắt ra thấy tờ giấy vợ anh để lại, anh nghĩ sẽ đi làm cùng cô ấy sau này. Xuống lầu nhưng không thấy ai, bà nội, gia hân đâu? Địch Luân đã đến đón cô ấy đi làm sáng sớm. Anh mới biết vợ mình đã đi với Địch Luân và dẫn dữ đến văn phòng của cô đợi cô ấy. Khi thấy Gia Hân đến, anh cố tình đưa giấy cho cô ký. Ký xong anh muốn đưa cô đi ăn trưa, nhưng cô đã ăn với Địch Luân. Điều này làm cho Tích Dực ghen tị. Bên cạnh đó, Tư Lệ chuẩn bị tham gia buổi họp mặt bạn bè cũ, không ngờ tất cả đều đã kết hôn, đang nói về chuyện chồng con. Mọi người còn hỏi Tư Lệ khi nào cô sẽ kết hôn. Lúc đó bạn trai cũ cũng đứng lên chế nhạo cô lâu không gặp nhỉ nhìn cậu thế này chắc vẫn độc thân à có tin tốt cho cậu tháng sau mình sẽ trở thành bố đấy cậu nên cố gắng theo kịp cô luôn tự tin đã phản bác lại bạn trai của tôi là giám đốc cao cấp trong công ty và yêu tôi đến chết và cô đã bắt đầu nói điều không có thật sau đó chạy ra ngoài chuẩn bị gọi điện nhưng càng suy nghĩ cô không biết nên gọi cho ai bên cạnh đó an son ở nhà phát hiện ra một chiếc cúp hóa ra đó là của lưu tư lề anh tò mò nhìn nó và không may anh đã làm vỡ nó. Anh lấy keo dán và cố gắng dán lại, nhưng dù thế nào cũng không thể dán chặt. Vì vậy, anh gọi điện cho Tư Lề. Bên kia, Tư Lề đang lo lắng vì không tìm ra bạn trai tạm thời. Cô dùng lý do để lừa An Son và còn bảo anh mặc đẹp một chút khi đến. Sau đó, Tư Lề chờ đợi trong lo lắng. Anh yêu, làm cho An Son ngạc nhiên. Anh đến rồi à, có chuyện gì thì nói, lưng tôi đang cảm thấy lạnh lẽo. Cô nói thầm với An Son, nghe đây, dù họ nói gì, anh chỉ cần gật đầu và mỉm cười. Và cô kéo tay anh. Anh chính là người đã cầu hôn 8 lần nhưng đều bị từ chối, phải không? Anh yêu, tôi không muốn nói với họ, nhưng họ không tin tôi có bạn trai. Diễn xuất của hai người khiến bạn trai cũ nhận ra ngay là giả mạo. An Son, nghe xong, thấy tư lề như muốn khóc, nên đã cắt lời bạn trai cũ và lấy ra danh thiếp của mình. Mở to mắt ra và nhìn kỹ nào, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thành Khiết, anh là cái gì chứ? Tôi và tư lề đang hẹn hò, Chúng tôi chỉ muốn tạo ra một không khí tình cảm. Anh có quyền can thiệp vào chuyện của chúng tôi sao? Anson à hành động của anh khiến tất cả bạn bè cũ tại chỗ đều sững sờ. Hai người đã hôn nhau gần 20 phút, làm cho bạn trai cũ đứng bên cạnh cũng phải e dè. Như vậy, anh đã giúp Tư Lề trả một phen hả giận. Và trong lúc này, Tư Lề dường như rất thích nụ hôn nó. Ở bên cạnh, tích dực đến sân bay chuẩn bị đi châu Âu, anh đang hẹn với Anna về thời gian đón tại sân bay. Không ngờ, Gia Hân bất ngờ gặp chứng siêu vẹo. An Son chỉ có thể gọi điện cho Tích Dực. Nghe tin này, Tích Dực rất lo lắng, nhưng vẫn tiếp tục đi vào khu vực kiểm tra an ninh. Gia Hân tỉnh lại rất nhanh và nghĩ đến việc cô có một lớp học dành cho cha mẹ và con cái hôm nay. Bà nội bảo cô nên nghỉ ngày hôm nay, nhưng cô vẫn quyết tâm tham gia. Bà nội không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Địch Luân đi cùng cô. Khi lên lớp, Địch Luân đã thể hiện rất xuất sắc. Giáo viên vừa chuẩn bị khen ngợi cậu bố tài năng này thì Tích Dực đẩy cửa vào, đứa bé đã có bố rồi, tôi đã đến anh có thể đi rồi. Tích sực đẩy địch luân ra một bên. Lúc này, bác sĩ hách đi ngang qua, nhìn thấy thái độ nghiêm túc của tích sực, bác sĩ hách cười cười rồi rời đi. Địch luân cũng chuẩn bị ra về. Tối đó, tích sực gọi điện xin lỗi Anna. Mặc dù Anna không trách cứ anh, nhưng sau khi cúp máy, cô đã xóa kế hoạch du lịch London lần này. Ở phía khác, mỗi khi tư lề nhìn thấy An Anson, cô đều muốn nôn mửa. An Anson hỏi cô xảy ra chuyện gì. Cô nói, kể từ ngày anh ép buộc tôi như vậy, Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi muốn xúc miệng. Chính lúc này, mẹ của An Son bất ngờ đến thăm. Hóa ra, bà muốn anh về nhà để tham gia buổi xem mắt. Bà bất ngờ thấy có một cô gái trong nhà. An Son ngay lập tức ôm lấy tư lề và nói với mẹ mình rằng hãy hủy buổi xem mắt đi. Mẹ của An Son rất hạnh phúc sau khi nghe, An Son nhờ tư lề giúp đỡ. Tư lề không từ chối mà đã nghĩ đến việc trêu chọc An Son. Mẹ An Son còn đưa thông tin liên lạc cho tư lề và sẽ gặp lại nhau sau, sáng sớm, tích cực chuẩn bị đi làm lúc này gia hân chạy từ phía sau theo đuổi như mọi khi đã chuẩn bị cho anh một hộp cơm trái tim nhưng lần này tích dực không mang theo hành động này làm gia hân cảm thấy khá buồn bà nội dẫn cô đến một phòng trưng bày gốm xứ bà đã nhận ra gia hân đang lạc lõng nên đã quyết định dạy cô vài chiêu thức và đảm bảo rằng mỗi chiêu đều có thể giúp cô chinh phục tích dực gia hân mỉm cười sau khi nghe bên cạnh đó tích dực đang nằm trên ghế nghỉ ngơi từ xa son nhận ra anh đang cảm thấy khá mệt mỏi và chạy lại để nhắc nhở anh, tích sực muốn giữ lời hứa với tình yêu nhưng cũng muốn chìm đắm trong gia đình. Điều này có thể làm tổn thương hai phụ nữ vô tội. Điều quan trọng nhất là anh sẽ rơi vào tình trạng khó xử, trở thành kẻ phản bội trong lòng hai người phụ nữ. son bị tích sực đuổi ra sau khi nói xong. Tối đó, khi tích sực về nhà, anh thấy Gia Hân đã nằm trên giường và ngủ. Anh ngồi trên ghế sofa và nhìn cô một cách trầm lặng. Sáng sớm, Gia Hân cũng nhìn anh, có chút buồn nhưng không muốn để lộ cô vẫn lén lút ủi quần áo cho anh và rời đi trước khi tích sực thức dậy còn nhờ cô gì gửi hộp cơm cho anh cô quan tâm nhưng không muốn bị nhận biết cô nhớ anh nhưng không muốn bị phát hiện mặc dù họ đôi khi gặp nhau nhưng họ không bao giờ nói chuyện giống như hai người trong suốt chỉ nên nhìn qua gương thôi chỉ khi mất đi quyền quan tâm và được quan tâm mới không gây áp lực cho đối tác đem lại tự do thực sự cho nhau ngày hôm sau tư lề đứng lên bảo vệ cho gia hân chờ một chút An Son còn tưởng là gọi anh ấy nữa. Cô không nhìn lại, đi thẳng đến trước mặt sếp, Vương Tích Dực, thậm chí gọi trực tiếp tên đầy đủ của sếp, làm cho Tích Dực hoàn toàn bị sốc. Anh xem gia hân của chúng ta như thế nào? Cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Dù anh không phải là người yêu, cũng là người thân chứ. Làm sao anh có thể tiếp tục quan hệ với bạn gái cũ và xem vợ mình như không khí, điều này lại khiến Tích Dực nghĩ đến tình cảm gia đình. Ở đây, bà và dì khoe sản phẩm của gia hân Dì và chính nhân đều khen cô ấy giỏi. Gia Hân còn định tặng họ mỗi người một tách trà. Cả gia đình vui vẻ ăn cơm, lúc này tích dực đột nhiên trở về. Không ngờ họ đã lấy hết món ăn, chỉ để lại cho anh ấy một tô súp xương, quan trọng là không còn xương nữa. Đến phòng và phàn nàn với An Son rằng Gia Hân muốn cô lập anh. Nghe tiếng mở cửa của Gia Hân, anh nhanh chóng cắt máy, vội vã lấy cuốn sách trên bàn cà phê giả vờ đọc sách. Chưa kịp phản ứng, Gia Hân đã lấy cuốn sách và ra khỏi phòng. Sau đó, cô ôm gối và đi ngủ với bà. Thực ra, tất cả những điều này đều do bà sắp xếp. Mục đích là để anh biết trân trọng. Sáng hôm sau, biết Gia Hân muốn mua quà, nhanh chóng gọi An Son để hủy lịch làm việc hôm nay, muốn đi cùng cô, nhưng bị Gia Hân đuổi ra. Điều này lại khiến tích sự quan tâm hơn. Gia Hân trong phòng cũng cảm thấy không ổn, nên cùng anh đến trung tâm mua sắm. Tình cơ có người tiếp cận họ để quảng cáo dịch vụ chụp ảnh, nhưng bị Gia Hân từ chối. Lúc này, người bán hàng vẫn tiếp tục thuyết phục giám đốc trung tâm chạy đến và nói, đừng ép buộc, nếu họ có mối quan hệ như vậy, họ chắc chắn sẽ không muốn. Nghe xong, tích sực nhanh chóng nói, hãy chụp đi, vợ tôi hơi xấu hổ, tôi cũng muốn có một kỷ niệm. Và như vậy, họ đã chụp một tấm ảnh ngọt ngào. Sau đó, hai người đến cửa hàng mẹ và bé để mua sắm. Sau một lúc, Gia Hân cảm thấy chân hơi đau, hóa ra gót chân bị chảy xước. Tích sực nói đôi giày này không thể mặc nữa. Vậy là anh nhấc cô lên và đưa cô đến cửa hàng giày anh mua cho cô một đôi giày mới thoải mái điều này khiến gia hân cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi rời cửa hàng hai người chuẩn bị đi ăn thì gặp một cô gái nói rằng không phải anh đang ở paris với anna sao cô gái thấy anh không trả lời được không ngờ gia hân nói tích dực nếu không có việc gì thì tôi trở lại công ty trước nhé báo cáo nghiên cứu thị trường lần này của tôi đã chuẩn bị xong tôi sẽ gửi ngay cho anh khi về đồ đạc tôi sẽ giúp anh mang về nói xong cô ra khỏi trung tâm mua sắm một mình Trái tim cô lúc này chắc chắn đang rất đau khổ. Tích dực ra ngoài nhưng không tìm thấy Gia Hân, gọi điện cho cô cũng không được. Anh bảo Anson tìm tư lệ hỏi. Mặc dù Anson làm ẩm ý như vậy, tư lệ vẫn không nói cho anh biết Gia Hân đi đâu. Sau đó, Anna đã nhận cuộc gọi từ bạn bè, thông báo cho cô rằng hôm nay cô đã thấy tích dực ở cửa hàng mẹ và bé, nhắc nhở cô rằng anh còn có một người phụ nữ khác đi cùng. Nhắc nhở Anna phải chú ý đến Tổng Giám Đốc. Ở bên này, Gia Hân đã bỏ lỡ chuyến xe đến đảo Hoa Điểu, cô đơn đứng tại bến tàu mải mê suy nghĩ may mắn thay địch luân đã tìm thấy cô hai người bắt đầu mở lời chia sẻ tâm sự với nhau nghe địch luân nói về việc muốn tìm kiếm em gái bị mất gia hân cũng không giữ dấu gì và nói lên suy nghĩ của mình biểu thị rằng tất cả những gì cô đang có trong đầu đều là của anna địch luân sau khi nghe xong cũng giữ sự im lặng lúc này chồng cô cũng đã đến nơi nhanh chóng lấy lại chiếc áo và đưa cho địch luân ôm gia hân rồi đi ra đi tích sự đưa cô đến nhà hàng Hỏi vì sao cô không nghe điện thoại, nhưng Gia Hân chỉ trả lời là không nghe thấy. Không ngờ Tích Dực lại xin lỗi cô, cho rằng hôm nay thật sự là lỗi của anh. Gia Hân không biết phải nói gì sau khi nghe, cảm thấy anh rất chân thành, thậm chí còn cho cô ăn. Điều này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng tất cả những điều này ban đầu đều là của Anna. Tư Lệ biết chuyện về Anna, rất không hài lòng với Tích Dực, liên tục than phiền về anh trước mặt Gia Hân. Lúc này, mẹ cô đã gọi điện cho Gia Hân, bảo cô về nhà xem xét chị gái mình nói rằng kể từ khi có con, chị cô khóc mỗi ngày, giống như đã trở thành một con người khác. Gia Hân ngay lập tức đến bệnh viện, bác sĩ Hạch cho biết chị gái của cô có thể mắc bệnh trầm cảm sau sinh, điều này rất cần sự hỗ trợ từ gia đình. Nếu tình trạng trầm trọng, chị ấy có thể có ý định tự sát. Khi về nhà, tâm trạng cô rất buồn bã, nghĩ rằng việc sinh con lại mang theo nhiều rắc rối. Điều này làm cho cô càng không muốn rời bỏ đứa tiểu Tây Mễ, vì khi đứa con chào đời, cô sẽ phải rời khỏi nhà họ Vương. Do đó Cô bắt đầu viết nhật ký, nói rằng cô rất tiếc không thể ở bên con khi con lớn lên, nhưng hy vọng con biết mẹ thực sự yêu con rất nhiều. Còn bố con thì cũng rất yêu con. Gia Hân hy vọng đứa bé sẽ hiểu cho mẹ. Sau khi viết xong nhật ký, Gia Hân đã quyết định một ngày nào đó sẽ phải rời đi, nên tại sao không tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Coi bà nội, dì gái và tích cực như gia đình thực sự của mình để đứa bé được sinh ra trong một bầu không khí vui vẻ. Như vậy, cô có thể rời đi mà không cảm thấy tiếc nuối. Mặt khác, Anna đã nhận được bó hoa hồng từ Tích Dực, biểu thị rằng cô đã tha thứ cho chuyện của người phụ nữ ở cửa hàng mẹ và bé. Gia Hân đã tặng ly cho Tích Dực và dì gái, điều này khiến họ rất vui. Lúc này, dì gái cũng nói lên suy nghĩ của mình, nói rằng từ khi họ trở về, họ chưa bao giờ cảm thấy như ở nhà, không ngờ người quan tâm nhất lại là Gia Hân. Gia Hân nói rằng đó là điều cô nên làm. Tích Dực phải làm thêm giờ hôm nay, nên cô sẽ đi giao cơm cho anh trước. Sau đó cô đã mang đến cho tích dực một suất cơm hộp trái tim. Ở nơi khác, khi An Son trở về, anh phát hiện Tư Lề đã quên mang theo điện thoại, anh nhìn thấy bức ảnh của địch luân trên đó. Anh cảm thấy tò mò. Buổi sáng hôm sau, tích dực hỏi Gia Hân đã đi đâu, dì gái nói cô đã về nhà mẹ để thăm chị gái mình. Nghe xong, tích dực cảm thấy rất lúng túng, thậm chí không thể ăn tiếp bữa sáng nữa. Lúc này, dì gái đưa cho anh suất cơm hộp mà Gia Hân chuẩn bị. Mặt khác, Gia Hân đã đến đảo Hoa Điểu. Lúc này, mẹ cô đang chuẩn bị đi thượng hải để thăm cô hai người vô tình đi ngang qua nhau mà không gặp gia hân đến nhà của chị gái mình và thấy chị gái đang khóc ngoài trời hóa ra là do đứa trẻ đang làm ồn nhờ sự can thiệp của gia hân đứa trẻ đã không còn làm ồn nữa và cô cũng thấy nụ cười trên khuôn mặt chị gái tích sực đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa hộp trái tim của gia hân khi an son chạy lại và nói tư lệ muốn giúp trần gia hân tìm người thay thế tư lệ muốn ghép địch luân với gia hân điều này làm cho tích sực tức giận sau khi an son đi anh thậm chí không muốn ăn nữa. Mẹ Gia Hân mang theo một đống rau củ đến nhà con rể. Dì gái lịch sự mời bà vào nhà, rồi mới phát hiện Gia Hân đã về nhà. Mẹ Gia Hân quyết định nấu một bữa ăn cho họ. Trong lúc nấu súp, dì gái dẫn mẹ Gia Hân vào phòng ngủ của tích dực. Lúc này, mẹ Gia Hân nhìn thấy bức ảnh của Anna. Không ngờ dì gái lỡ lời đó là bạn gái, dì nhanh chóng giải thích. Để tôi nói chính xác hơn, đó là bạn gái cũ. Nghe xong, khuôn mặt mẹ Gia Hân thay đổi hoàn toàn cảm giác như một cuộc bùng nổ sắp xảy ra bà nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anna sau đó tìm thấy hợp đồng giữa họ lúc này mẹ ra hân không thể chịu đựng thêm nữa bà đã tẩy xóa bức tranh của anna sau đó nắm chặt và đập mạnh xuống đất bà ngồi bên mép giường khóc lạc loài phải chăng vì trước đây tôi luôn nói con không thể kết hôn con đã cố tình chọn một cuộc hôn nhân như thế này để trả thù tôi sao bà lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn từ con gái mẹ nếu một ngày nào đó con phải rời xa đứa bé thì sao Lúc này, mẹ Gia Hân đã khóc như mưa rơi. Không thể chịu nổi việc con gái mình bị đối xử như vậy, bà Lắc Lư gửi tin nhắn cho Tích Dực. Còn Tích Dực, đang họp, sau khi nhìn thấy tin nhắn, gương mặt anh tái mét. Ở một nơi khác, Gia Hân dễ thương chăm sóc cháu trai và nói với cậu bé rằng cậu sẽ sớm trở thành anh trai. Dường như đứa trẻ hiểu điều đó, chính lúc này Tích Dực xuất hiện. Có lẽ anh không dám về nhà đối diện với mẹ vợ nên đã chạy đến chỗ vợ mình. Lúc này, Tích Dực đưa điện thoại cho Gia Hân cô thấy tin nhắn mẹ mình gửi cho tích dực biết tất cả những gì con gái mình đã trải qua sau vài tháng nữa đứa bé sẽ ra đời dù gia hân binh vực anh và tôi không thể ngăn cản nhưng làm mẹ tôi muốn nói với anh vài lời mong anh vì lý do gia hân đã lừa dối tôi về anh hãy tốt với cô ấy khi anh thấy cô ấy giữ khoảng cách với anh có nghĩa là cô ấy buồn vì anh nhưng không dám nói lúc đó có thể anh ôm cô ấy giúp tôi không để cô ấy cảm thấy ấm áp sau khi đọc Gia Hân cảm thấy rất buồn và Tích Dực cũng khá lo lắng. Anh đi về phía cô, từ từ đưa ra đôi bàn tay và ôm chặt cô vào lòng. Bà mẹ đã rời khỏi nhà. Trước khi ra đi, bà âm thầm cầu mong con gái mình sẽ sống hạnh phúc, nhìn ngôi nhà mà con gái mình từng sống và nói, "Con đừng làm mẹ thất vọng nhé." Một thời gian sau đứa bé sinh ra đời, tối nay, Gia Hân đang nấu ăn, Tích Dực chỉ có thể trông nom Tiểu Tây Mễ. Cảnh này thật sự rất ấm áp. Khi Gia Hân đang nấu món thứ hai, tóc cô liên tục rơi xuống. Lúc này Tích Dực chạy lại và nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc của cô, tiếp tục như vậy. Điều này làm Gia Hân cảm thấy ấm áp. Sau khi nấu xong, cô lấy con từ tay Tích Dực và nói, "Anh ăn cơm trước đi, rồi đi du con." Tích Dực nhìn Gia Hân ở phía bên kia, lòng nghĩ rằng mình không nên ích kỷ như vậy. Vì vậy, anh bắt đầu cho cô ăn. Cảnh này giống hệt một gia đình ba người. Nếu không có Anna thì tốt biết bao nhiêu. Bên này, chính nhân kéo mẹ ra ngoài, nói rằng nếu Tích Dực trở về và thấy bức tranh biến mất sẽ rất phiền phức. Cô gì bày tỏ rằng, dù sao cô cũng là người lớn tuổi hơn anh, anh có thể làm gì cô chăng? Tối đó, Tích Sực đứng trên ban công hóng gió, lúc này Gia Hân cũng bước tới và nói, cảm giác hạnh phúc đến quá bất ngờ, thật sự là hơi lưu luyến. Vì đứa sắp lớn rồi, lúc đó chúng ta sẽ chia tay. Sau đó, cô hỏi anh, chúng ta sẽ làm thủ tục vào lúc nào? Nghe xong, Tích Sực không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt buồn bã. Nếu tôi đột nhiên muốn gặp Tiểu Tây Mễ thì sao? Lúc đó Tích Sực trả lời. Vậy thì cứ đến bất cứ lúc nào Nhưng nếu tôi muốn gặp anh mỗi ngày Thậm chí sau khi gặp vào buổi sáng tôi vẫn muốn gặp vào buổi chiều Tích sự không nói gì lúc này Nhưng anh đã nắm chặt ra hân và nói Hiện tại chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết Nhưng anh rất vui vì em đã nói ra Tôi mãi mãi là bố của tiểu tây mễ Buổi tối, hai người đã ngủ trên sofa Được chị gái đi ngang qua chụp bằng điện thoại Sau đó, chị gái còn ân cần đáp chăn cho họ Sáng sớm, anh ta nhìn khuôn mặt ngủ của Trần Gia Hân không thể kiềm lại muốn hôn cô ấy, nhưng ngay khi anh sắp hôn, anh tỉnh giấc và thấy chị gái đã trở về. Họ rời khỏi đảo Hoa Điểu và khi về phòng, họ thấy bức ảnh đã bị thay thế. Cô giải thích về việc thay ảnh, nhưng tích cực trong lòng rất rõ ràng, bức ảnh đã bị mẹ vợ đập vỡ. Bức ảnh gốc còn không, sao không đổi lại? Anh quyết định không để Gia Hân chịu tổn thương nữa, bảo rằng ảnh này nhìn cũng rất thoải mái, giống như bà bầu. Gia Hân cảm nhận được ý định tốt của anh. Ngày hôm sau, khi tích sực về nhà sau giờ làm việc anh thấy địch luân đang ở nhà mình tại sao anh lại đến đây hóa ra anh ấy muốn tham gia buổi đấu giá từ thiện và hy vọng nhận được sự giúp đỡ của bà nội anh mang theo đồ muốn đấu giá đi cùng tích sực đến buổi đấu giá sau khi nghe tích sực nói rằng anh không muốn đi lúc này gia hân nói rằng cô ấy có thứ gì đó để tặng cho địch luân tích sực nhìn một cách đáng thương hóa ra cô ấy tặng anh một cái cốc điều này khiến địch luân rất vui và nói hình như mình sẽ phải dẫn em đi thôi. Tích dực nhanh chóng nói sẽ dẫn Gia Hân đi. Lúc này, Gia Hân trong lòng cảm thấy rất vui, còn bà nội thì càng vui hơn. Cô muốn giúp Gia Hân, cô đã lấy ra báu vật gia đình để Gia Hân chọn một món đem đi đấu giá. Cô lấy ra một chiếc bút máy và nói, chiếc bút này rất quan trọng với tích dực, hợp đồng đầu tiên của công ty được ký bằng nó. Thật đáng tiếc bây giờ nó bị hỏng và không thể sửa chữa. Lúc này, Gia Hân lại quan tâm đến chiếc bút. Vì vậy, Cô mang hộp ước mơ tự làm của mình đến buổi đấu giá. Điều này khiến Tích Sực cảm thấy có vẻ giảm chất lượng của tập đoàn. Gia Hân giải thích lý do cô mang hộp ước mơ là để khuyến khích Địch Luân sớm tìm thấy em gái mình. Tích Sực bất mãn, 10 vạn. Lúc này, Địch Luân đã đặt giá 10 vạn, làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Liệu cái hộp này có giá đến mức này không? Lúc này, Địch Luân cho biết anh ta biết tác giả của hộp và không ngừng khen ngợi Gia Hân trước mặt mọi người. Tích Sực cảm thấy rất ghen tức. Địch Luân còn cố ý tiến đến chỗ tích Dực và nói rằng món bảo vật này chắc chắn sẽ tỏa sáng, đồng thời đánh giá cao gia hân. Tích Dực tức giận nói, một triệu, làm cho An Son hoảng sợ. Nhưng Địch Luân lại rất vui. Anh mua với giá một triệu và nói trước mặt mọi người rằng hộp ước mơ này có ý nghĩa đặc biệt với anh và anh sẽ chắc chắn giữ gìn nó. Sau khi ra khỏi buổi đấu giá, gia hân trở nên hơi buồn. Dưới sự thúc giục của tích Dực, cô nói rằng cô cảm thấy không thể tiếp tục ở bên anh nữa, bày tỏ mình luôn thích làm người vô hình từ khi quen biết anh mọi thứ đều thay đổi còn không may có cả bé tiểu tây mễ mỗi khi bị đồng nghiệp bắt nạt anh luôn là người đầu tiên bảo vệ cô nhưng anh có biết không dù sao thì người vô hình vẫn sẽ trở lại là người vô hình anh luôn đem lại nhiều điều tốt lành cho cô khiến cô càng không nỡ rời xa anh tích sực nói với cô việc có tiểu tây mễ không phải chỉ là lỗi của mình em em cứ cảm thấy cần phải xin lỗi tôi khiến em ký giấy ly hôn khiến em dọn đi một mình khóc lẻ loi và chúc phúc tôi với anna Lời nói này của Tích Dực khiến Gia Hân càng không muốn rời xa anh, nhưng cô biết mọi chuyện sẽ không có kết quả. Cô này lòng Tích Dực không nên tiếp tục đối xử tốt với cô như thế nữa, vì cô sợ rằng cô sẽ không muốn rời đi. Lúc này, Tích Dực cũng bắt đầu đau lòng cho cô, anh ôm chặt lấy cô và bảo cô đừng nói về việc rời xa anh nữa, vì anh đã không chịu nổi khi thấy cô buồn. Hai người ôm nhau như vậy đã một lúc lâu. Bây giờ, cô nhìn đàn ông với ánh mắt quá tệ cô ít nhất nên coi anh là tiêu chuẩn. Nếu anh là tiêu chuẩn, liệu tôi có thể tìm được bạn trai? Tích sực cười và nói, nếu cô không tìm được, thì không phải rất tốt sao? Gia Hân hiểu ý của anh, ngụ ý muốn làm bạn trai của cô. Về nhà, tích sực nhìn vào hộp ước mơ và bày tỏ sự không hài lòng. Hộp này được gọi là hộp ước mơ, nhưng từ khi tôi mua nó, nó chưa thực hiện một ước mơ nào của tôi. Tôi nghi ngờ tác giả đã lừa dối cảm xúc của tôi. Gia Hân hỏi, anh muốn ước điều gì? Tích sực chỉ vào mọi người trong nhà, mọi người đều có một chiếc cốc do em làm còn cốc của tôi thì sao gia hân đáp nếu anh không coi thường em sẽ làm một chiếc cho anh hóa ra anh chỉ muốn một chiếc cốc do cô làm gia hân cảm thấy hạnh phúc tối đó bà nội gọi cô đến hóa ra bà đã nhận ra rằng tích dực đã yêu gia hân nhưng gia hân cảm thấy mình đã cướp đi thứ của anna bà nội không nghĩ như vậy bà nói rằng mặc dù anna tốt nhưng cô và tích dực không phù hợp Cả hai đều có mục tiêu riêng trong mắt mình và không ai sẵn lòng thay đổi vì người khác. Nhưng cô lại khác, bởi vì có em, Tích Dực không còn lạnh lùng nữa, cô và chính nhân cũng không còn ích kỷ. Chính em đã làm cho gia đình này ấm áp hơn. Tối đó, cô nằm trên giường, nhìn vào bằng khen hôn nhân, liên tục nhìn về phía Tích Dực. Cô tiến lại gần anh và nói, "Tiểu Tây Mễ, nhìn ba đi, đôi lông mày cong, cái mũi cao. Nếu con trở nên giống ba, con sẽ rất đẹp trai đấy." Cô nói xong và chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ Tích Dực đã giả vờ ngủ. Trần Gia Hân, đừng di chuyển. Sau nụ hôn, cô cười hạnh phúc và từ từ nằm lại bên anh. Hai người ôm nhau chặt lấy, chính khoảnh khắc này khiến cô cảm thấy hạnh phúc thực sự. Sáng hôm sau, Tích Dực vẫn đắm chìm trong hạnh phúc. Gia Hân đã chuẩn bị sẵn bữa trưa đặc biệt cho anh. Anh hứa sẽ đi học lớp dạy mẹ và bé với cô sau giờ làm việc. Sau đó, Gia Hân gặp Địch Luân và đưa cho anh chiếc bút mực, mong anh giúp tìm một chiếc giống vậy để tặng Tích Dực nhân dịp sinh nhật. Địch Luân nói anh sẽ hỏi một người bạn siêu tầm. Bên cạnh đó, An Son đã mang đến cho họ trà chiều. Tích Dực tự nhiên vươn tay lấy cốc và thưởng thức. An Son chịu không nổi trước hành động này. Tích Dực bảo anh tìm tư lề hỏi xem Gia Hân thích gì. Hóa ra Gia Hân và anh cùng một ngày sinh. Lúc này, Anna gọi điện và nói rằng cô sẽ trở về sau ba ngày nữa. Cô sẽ chắc chắn mang lại cho anh một sinh nhật đáng nhớ nhất. Điều này khiến Tích Dực hơi bất ngờ, không biết nên lựa chọn Anna hay Trần Gia Hân. Gia Hân muốn sử dụng 10 vạn để mua một chiếc bút mực và đã tìm đến Địch Luân để giúp liên hệ với người bán. Nhưng ông cổ này rất cứng đầu, quả quyết không bán bút mực cho họ và đuổi họ ra khỏi nhà. Để mua chiếc bút làm quà sinh nhật cho Tích Dực, Gia Hân hàng ngày đứng trước cửa nhà của ông cổ, thậm chí theo đuổi ông trong những buổi tập thể dục buổi sáng. Điều này khiến ông cổ cảm động và họ đã trò chuyện về câu chuyện của Gia Hân và Tích Dực. Cuối cùng, cô đã mua được chiếc bút mực nhưng tích dực cho biết anh không thể ăn mừng sinh nhật cùng cô vì anna sẽ quay trở lại và ăn mừng sinh nhật cùng anh trở về nhà với sự thất vọng gia hân nhìn chiếc bút mà cuối cùng quyết định để nó vào hộp cơm trưa của tích dực tư lề gọi điện cho cô để tổ chức bữa tiệc sinh nhật lúc này địch luân cũng gọi cho cô rủ cô ta cùng đi ăn tối a son nghe thấy và nhanh chóng đến văn phòng của tích dực thông báo với anh rằng địch luân muốn tổ chức sinh nhật cho gia hân điều này làm tích dực tức giận đến nỗi anh không thể ăn tiếp buổi chiều Tích Dực đã tìm đến Địch Luân cảnh báo anh ít tiếp xúc với vợ của mình. Địch Luân phản bác, vợ bạn muốn tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng bạn lại muốn ở bên cạnh một người phụ nữ khác. Hơn nữa, cô ấy đã dùng cả tiền trang trí cưới của mình để chuẩn bị món quà sinh nhật cho bạn. Đừng quên rằng bạn chỉ kết hôn với cô ấy theo một bản hợp đồng. Tôi cũng có quyền theo đuổi cô ấy. Ở nơi khác, Gia Hân thấy cô gái đang ăn mì và cảm thấy mùi vị của mì rất quen thuộc. Cô đã theo địa chỉ trên hóa đơn và đến quán mì. Hóa ra. Mẹ cô đã chuyển quán về đây vì muốn ở gần con gái mình hơn, và nếu Vương Tích Dực không biết cách chăm sóc con gái mình, cô sẽ chăm sóc Gia Hân tại Thượng Hải. Sau đó, bà đã nấu một tô mì cho con gái mình. Sau giờ làm việc, Vương Tích Dực quyết định nói chuyện với Anna, dự định nói về Gia Hân và Tiểu Tây Mễ. Ở một nơi khác, An Son và Tư Lệ cũng đang chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho Gia Hân. Lúc này, An Son nói với Gia Hân rằng anh đã mở món quà của cô, khiến Gia Hân hiểu lầm rằng Tích Dực đã từ chối món quà sinh nhật của cô cảm thấy rất không vui. Anh ấy tưởng đó là đồ ăn nên không mở ra. Sau khi nghe lời giải thích của An Son, cô quyết định tìm cơ hội để tặng lại món quà. Lúc này, Địch Luân đến với một món quà. Bất ngờ, Địch Luân thấy chiếc bút trên bàn và lập tức nhận ra suy nghĩ của Gia Hân. Anh liền dẫn cô đến quán bar mà Vương Tích Dực thường hay đến. Khi thấy Vương Tích Dực, Gia Hân không tiến lại gần mà chọn một chỗ ngồi. Cô bất ngờ nhận ra hình ảnh trên tường, nơi này chính là nơi hẹn hò giữa Anna và Tích Dực. Cảm thấy rất buồn lòng, Gia Hân đã nhờ nhân viên mang chiếc bút đến cho anh. Lúc này, Địch Luân nói rằng món quà đã được gửi, chúng ta cùng đi thôi. Nhưng Gia Hân đã ngăn cản anh, muốn xem Tích Dực mở quà. Địch Luân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời đi. Điều không ngờ là khi Tích Dực nhận được món quà, anh lại tưởng đó là món quà từ Anna. Lúc này, chương trình biểu diễn tại quán bar bắt đầu. Tích Dực vẫn đang mong chờ sự xuất hiện của Anna, còn Gia Hân ngồi từ xa nhìn anh. Nhưng sau một thời gian dài, Anna vẫn không xuất hiện. Gia Hân lo lắng rằng nếu Anna không đến, Tích Dực sẽ rất thất vọng. Điều ngạc nhiên là Gia Hân lại quan tâm đến tình cảm của anh. Cô đã hóa trang thành con vịt vàng để chúc mừng sinh nhật cho Tích Dực, khiến anh cảm động. Khi họ đến phòng nghỉ, Tích Dực hỏi: "Bạn là Anna phải không?" Gia Hân hơi lo lắng và lắc đầu phủ nhận. Tích Dực cười một cách mệt mỏi và nói: "Tôi không biết mình đã bị Anna từ chối bao nhiêu lần rồi. Tôi biết cô ấy không thể đến. Vì thế anh đã muốn tạo một không gian tốt đẹp cho cô ấy." và liên tục cảm ơn màn trình diễn của con vịt vàng, làm cho Gia Hân trong trái tim mình cảm thấy ấm áp. Lúc này, Tích Sực ngồi xuống và nói, tôi muốn nói với Anna rằng tôi đã kết hôn với một phụ nữ khác và chúng tôi đã có con. Ban đầu, tôi coi cô ấy như một sai lầm, nhưng bây giờ, Gia Hân không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, bây giờ tôi muốn thực hiện ước mơ của cô gái kia. Nước mắt rơi từ đôi mắt của cô, mang lại một ngôi nhà hoàn hảo cho cô ấy và đứa con của chúng ta. Lúc này, cô cảm thấy hạnh phúc Nói ra mà cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Tôi cần quan tâm đến cô gái kia, hôm nay cũng là sinh nhật của cô ấy. Nhưng khi Tích Sực lấy điện thoại ra để gọi, con vịt vàng ngăn anh lại. Tuy nhiên, điện thoại của Gia Hân đã rung, "Trần Gia Hân." Vậy là bí mật của cô đã bị Tích Sực phát hiện. Tích Sực cảm động, dần dần tiến lại gần và nói với Gia Hân, "Chúc mừng sinh nhật." Lúc này, hai người cảm thấy tình yêu trong nhau. Sau đó, Tích Sực dẫn cô đến công viên giải trí quyết định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thực sự cho cô và tặng cô một món quà. Đó chính là số tiền mà cô đã cầm đồ để mua bút. Cả hai đắm chìm trong niềm vui và hạnh phúc. Khi ra khỏi đó, họ ôm chặt lấy nhau, cảm thấy hạnh phúc. Họ đều hy vọng Anna không trở lại. Nhưng không khí lãng mạn này bị một cuộc gọi đột ngột làm gián đoạn. Lúc này, chị gái gọi điện cho Gia Hân, nói rằng mẹ đột nhiên bị ngất, cả hai ngay lập tức đến căn hộ cho thuê của mẹ. Gia Hân rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ nhưng mẹ bảo rằng mình không có vấn đề gì và cố tình tách ra hân và chị gái ra. Sau đó, bà ta nhìn chàng dễ tích dực với ánh mắt hung ác, làm anh ta sợ hãi. Tích dực, con còn nhớ lần đầu tiên CAI đến nhà chúng tôi không? CAI đã giành lấy chiếc chổi từ tay tôi và nói với tôi rằng cậu sẽ chăm sóc ra hân. Nhưng kết quả thế nào? Khi tôi đến nhà cậu, tôi phát hiện ra cậu vẫn treo bức ảnh của bạn gái cũ trong nhà mới của mình. Tại sao cậu lại làm như vậy? Nghe xong, Tích Sực ngay lập tức thừa nhận lỗi của mình, cậu mắc phải không chỉ có một lỗi, ngay sau khi cô ấy mới vào nhà của cậu, cậu đã muốn ký hợp đồng ly hôn với cô ấy, cậu xem cô ấy như một công cụ để sinh con à. Lúc này, chàng rể run rẩy, chỉ có thể không ngừng xin lỗi mẹ vợ. May mắn thay, Gia Hân và chị gái đã trở lại. Chỉ khi Gia Hân và chị gái trở lại, tình hình mới được giải quyết. Tích Sực thất thần rời khỏi căn phòng. Sau khi ra khỏi đó, anh ta suy nghĩ kỹ về những gì mẹ vợ nói và nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn, không kiềm chế được mình bắt đầu dọn dẹp. Một lúc sau, Gia Hân cũng rời phòng và nói rằng cô ấy muốn ở lại đêm nay, tích cực nói rằng anh sẽ ở lại cùng cô. Tiếp theo, anh bắt đầu kể về quá khứ, nói rằng anh rất ghen tị với Gia Hân vì cô có một người mẹ luôn quan tâm đến mình. Khi anh còn ở lớp 1, bố mẹ anh đã liên tiếp bỏ anh mà đi, nên anh không thực sự hiểu về tình cảm gia đình. Gia Hân nói rằng cô sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với anh điều này làm anh rất cảm động và anh vuốt tóc cô nói mẹ của tiểu tây mễ chúng ta cùng nhau tạo một ngôi nhà trọn vẹn cho tiểu tây mễ được không gia hân rất vui mừng khi nghe điều này và mẹ vợ đứng sau đã lén nghe thấy mọi chuyện cả gia đình vui vẻ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào buổi tối trước khi đi ngủ mẹ vợ nhận được một tin nhắn con sẽ hủy bỏ hợp đồng ly hôn với gia hân mẹ vui mừng nói đó là lời cậu nói đấy sau khi đã quyết định thì đừng thay đổi ý định mặt khác gia hân ngồi bên cạnh giường không dám ngủ mặc dù họ là vợ chồng hợp pháp nhưng họ luôn ngủ riêng biệt lúc này tích dực đã chuẩn bị xong để đi ngủ tích dực dường như nhận ra suy nghĩ của gia hân anh ôm cô lên giường và nằm xuống bên kia giường anh vẫn không thể ngăn mình cứ nhìn trộm vợ mình làm cho gia hân cảm thấy cực kỳ căng thẳng gia hân sinh nhật lần này tôi cảm thấy nó có ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn so với những lần trước sau đó họ ôm nhau và từ từ chìm vào giấc mơ sáng hôm sau tích dực giúp mẹ vợ mang rau sau đó giúp bà nhào bột đẩy xe ra gánh hàng và thậm chí làm nhân viên phục vụ cùng bà ở cửa hàng. Khi việc đã xong, mẹ vợ nấu cho anh một tô mì. "Bây giờ tôi có thể yên tâm giao Gia Hân cho cậu, cảm ơn mẹ, anh đã làm việc cả ngày cho mẹ, chắc anh mệt lắm phải không? Sau khi ăn xong, hãy đưa Gia Hân về nhà nhanh chóng." Những ngày tiếp theo, cặp vợ chồng trẻ đều rất hạnh phúc. Nhưng không lâu sau, Anna từ châu Âu trở về. Một phụ nữ vui vẻ mang bữa trưa cho chồng mình, đang gọi điện thoại để anh ta xuống lấy, không ngờ phút sau Anna xuất hiện đột ngột và ôm chặt tích dực. Điều này làm cho Gia Hân hoàn toàn bị sốc. An Sơn cũng bị sừng sốt bởi cảnh tượng này. Lúc này, tích dực không dám nói gì. Liên tục nhìn về phía Gia Hân ở xa. Thấy tình hình không ổn, An Sơn nhanh chóng chạy ra theo. Tại sao cô lại đến đây? Anna đáp, chúng ta hãy kết hôn. Tích dực run rẩy đáp lại, Anna, tôi không thể cưới cô được. Tích dực kể cho Anna về việc anh và Gia Hân đã kết hôn. Nhưng Anna nói rằng mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng chỉ cần anh ly hôn với cô ấy, chúng ta có thể nhận nuôi đứa bé. Sau đó, chúng ta chỉ cần nói với mọi người rằng đứa trẻ là con của mình. Thấy Tích Dực quả quyết không đồng ý ly hôn và muốn tạo ra một gia đình hoàn chỉnh cho Gia Hân, Anna trở nên rất lo lắng. Cô cầu xin Tích Dực đừng bỏ cô nhưng anh từ chối. Lúc này, trong trái tim của anh đã có Gia Hân. Anna cảm thấy buồn bã, đi dạo trên đường và liên tục nghĩ về cảnh tượng Tích Dực từ chối mình, cùng với những kỷ niệm của họ khi còn bên nhau. Anna bất ngờ gặp phải một cơn chóng mặt và ngất đi, may mắn là người đi đường đã đưa cô đến bệnh viện. Tối đó, cả hai nằm trên giường, vẫn không thể quên được sự xuất hiện của Anna. Tích dực bắt đầu nói rằng anh đã nói thật tất cả với Anna và bây giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh quyết định sẽ chăm sóc Gia Hân, mẹ của tiểu tây mễ, một cách tốt nhất. Nghe xong, Gia Hân cuối cùng cũng đã buông bỏ được những cảm xúc lo lắng của mình trong ngày và cả hai ôm nhau chật trội trong vòng tay và ngủ. Giữa đêm, tích dực nhận được tin Anna bất tỉnh. Anna đã nhập viện vì ngất xỉu. Anh cần đến bệnh viện xem xét ngay. Anh nói với Gia Hân rằng Anna không có người thân ở Thượng Hải, bạn phải tin tôi, tôi chỉ đi xem một chút thôi. Bạn phải tin tôi, đừng lo, hãy đi nhanh lên. Lúc này, Gia Hân không cản trở anh, chỉ hy vọng anh sẽ trở về nhanh chóng. Nhưng không ngờ, sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Anna mắc chứng mất trí nhớ ngược, những việc trong 4 tháng gần đây cô hoàn toàn không nhớ. Trước đó, cô đã gặp một số tai nạn và bị chấn thương nhẹ ở não. Điều này cũng có nghĩa là trí nhớ của cô vẫn ở trong khoảng thời gian họ đang yêu nhau. Khi trở về, anh đã kể lại mọi chuyện cho Gia Hân. Bác sĩ nói không được làm cho cô bị kích thích nữa, nghĩa là việc anh nói chia tay với Anna ngày hôm qua cô cũng đã quên mất. Ban đầu tưởng rằng Gia Hân sẽ rất buồn, nhưng không ngờ cô lại nói với Tích Dực, trong thời gian này, hãy chăm sóc cô ấy nhé. Điều này làm cho Vương Tích Dực cảm thấy rất cảm động. Đại cường điện ảnh, bệnh của Anna, chúng ta đều có trách nhiệm. Bây giờ cô ấy như thế này, chúng ta không thể bỏ mặc vậy thì trong khoảng thời gian này chúng ta cùng nhau chăm sóc anna nhé có lẽ chính vì điểm này mà anh lại yêu mến ra hân cô gái này đã mang tới canh cá cho cha tương lai của mình sau khi thử một miếng ông nói tại sao canh cá này lại có mùi tanh vậy bình thường cô có phải không làm việc nhà không điều này khiến tư lề rất tức giận và chạy ra ngoài an son chạy theo và an ủi cô lúc này tích sực cũng đến bệnh viện còn than phiền này nọ an son bất ngờ nhìn thấy anh vì một lý do nào đó, anh bất ngờ hôn cô. Động tác này không chỉ làm cho Tư Lệ bớt giận mà còn tránh thành công sự chú ý từ Tích Dực và Anna. Hóa ra, Tích Dực đến đây để đem cơm cho Anna. Khi thấy bàn tay cô bị thương, Tích Dực không còn cách nào khác ngoài việc tự mình cho cô ăn. Khi đến công ty ký giấy, Anson bên cạnh không ngừng thở dài và anh liên tục chế giễu Tích Dực. Thực ra, anh chỉ muốn nhắc nhở Tích Dực rằng đã đến lúc phải đưa ra một quyết định. Tối hôm đó, khi Anna tỉnh dậy và không thấy Tích Dực, Cô thấy một tờ giấy trên bàn. Hóa ra, ngày mai cô sẽ xuất viện và đã được Anson sắp xếp. Anna thì thầm với chính mình với vẻ thất vọng, Tích Dực trước đây không phải như thế này với tôi. Ngày hôm sau, cô tự mình làm thủ tục xuất viện, cảm thấy như Tích Dực không ở nhà họ đêm qua, giường quá gọn gàng. Liệu Tích Dực có không về nhà ngủ không? Cô quyết định đến công ty xem. Lúc đó, Gia Hân tình cờ đến đưa cơm cho anh. Ngay khi Tích Dực xuất hiện, anh bị Anna bắt gặp. Cô nói và kéo tay anh đi vào văn phòng. Lúc này, Gia Hân cũng tình cờ ở đó, đang háo hức chờ Tích Dực ăn cơm. Nhưng tình cảnh trước mắt khiến Gia Hân ghen tị. Anna hỏi cô ấy là ai. Khi Tích Dực định nói sự thật, Gia Hân đã phản ứng lại và nói ôi là chuyên gia dinh dưỡng của tôi. Và như vậy, cô đã lừa Anna rằng mình chỉ là chuyên gia dinh dưỡng của Tích Dực và sau đó nhanh chóng rời đi. Vừa mới vào văn phòng, Gia Hân đã thấy Tích Dực và Anna đang ăn cơm mà mình làm, cô cảm thấy như bị xét đánh. Lúc này, Anson cũng đứng về phía cô và tỏ ra không bằng lòng. Không ngờ Anna lại gọi điện thoại cho Gia Hân, yêu cầu cô đến nhà mình nấu ăn. Tư lề ở bên cạnh đã không thể kiềm chế được nữa. Nhưng để không làm cô bị kích động, Tư lề chỉ có thể trở thành một người giúp việc nấu ăn cho cô, thậm chí còn nấu một nồi súp sườn ngô cho Anna bồi bổ. Một lúc sau, Anna và Tích Dực đã trở về. Vào buổi trưa, Anna muốn hẹn Tích Dực đi ăn trưa, nhưng anh đã từ chối và nói dối cô rằng anh có cuộc họp. Không ngờ, Anna tình cờ nhìn thấy anh ra ngoài nên đã yêu cầu tài xế theo dõi xe của anh. Hóa ra anh đến bệnh viện để cùng Gia Hân tham gia lớp học cho cha mẹ. Anna đứng ngoài cửa rất tức giận. Đúng lúc này, điện thoại của Gia Hân reo lên, hóa ra là mẹ cô gọi. Nhưng khi nghĩ đến việc phải nhảy điệu múa với tích cực trước mặt nhiều người ở buổi tiệc cuối năm, cô cảm thấy rất lo lắng. Lúc này, Anna đã lén nghe sau lưng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Anna lại đến ngoài cửa nhòm trộm, nhìn hai người trong phòng thân mật với nhau và nhớ lại những lời của tích dực điều này đã giúp cô lấy lại ký ức của mình sau khi trở về nhà càng nghĩ anna càng cảm thấy tức giận anna đã mời gia hân đến và thẳng thắn nói với cô rằng mình đã lấy lại trí nhớ và mời gia hân đến quán ba vào buổi tối để chứng minh rằng tích dực thực sự thích ai buổi tối tích dực được anna mời đến quán ba nơi cô nhảy múa ba lê và tỏ tình với anh lúc này gia hân và địch luân xuất hiện tại hiện trường em đã nhớ ra tất cả ngày sinh nhật em đây chính là chương trình mà anh đã chuẩn bị cho em. Em muốn nói với anh, từ giờ trở đi, Anna chỉ thuộc về anh, Tích Dực. Nhưng lúc này, Tích Dực không đáp lại lời tỏ tình của cô, "Nhưng Anna, giờ đây tôi có Gia Hân. Xin lỗi." Anna cố gắng giữ nước mắt, "Tôi hiểu rồi, chúc anh hạnh phúc và hôn anh một cái." Gia Hân ở xa nhìn thấy đau lòng, Anna cười mỉm, ôm chặt Tích Dực và nói, coi như đây là một nụ hôn chia tay. Địch Luân kéo Gia Hân ra khỏi quán bar, không ngờ, khi ăn tối anna liên tục nói lời tốt cho gia hân và yêu cầu tích dực hủy bỏ hợp đồng ly hôn nghe thấy điều đó tích dực lập tức gọi cho luật sư thẩm anna lại đứng ở bên cạnh và lén nghe luật sư thẩm cho biết muốn hủy bỏ cần chữ ký của gia hân ông đề nghị chỉnh sửa thành thỏa thuận trước hôn nhân như vậy có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trần gia hân sau khi gọi điện thoại xong anna cứ tiếp tục mời anh ấy uống rượu và vào buổi tối đưa anh ấy về nhà mình còn cố ý ngắt cuộc gọi đến từ gia hân ở phía gia hân Cô đã ngủ mất cho đến sáng mới nhận được cuộc gọi từ Anna. Cô còn mỉa mai nói tối qua Tích Dực uống quá chén, chúng ta không có chuyện gì xảy ra, bây giờ tôi trả anh ấy lại cho bạn. Sau đó, cô đi mua quà cho bà. Khi Tích Dực tỉnh dậy, anh ấy nói với cô rằng anh ấy đã nói rõ với Anna, nhưng Gia Hân rõ ràng không tin những gì anh ấy nói. Tôi và Anna đã kết thúc rồi, đừng giận dỗi tôi nữa, được không? Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không thoải mái, sau đó cô chuẩn bị để tham dự buổi tiệc cuối năm của công ty ngẫu nhiên đó cũng là sinh nhật lớn của bà khi gia hân đến phòng chờ để lên sân khấu anna đột ngột đi vào giả vờ an ủi cô rằng khi nhảy múa không cần căng thẳng cô đã thay rượu vang bằng nước giải khát và cố ý chạm ly với cô rồi nói ôi xin lỗi xin lỗi và đổ nước lên trên cô nước nho làm dơ trên áo rất phiền phức khi gia hân đi vào nhà vệ sinh để xử lý áo của mình anna đã tận dụng cơ hội để đổi thỏa thuận sửa đổi của cô một lúc sau gia hân vào và anna đã trao hợp đồng cho cô khi đọc xong màu mặt của gia hân thay đổi đáng kể theo hợp đồng sau khi ly hôn phía nam sẽ phải trả tiền trợ cấp hàng tháng xem xét khả năng kinh tế và trình độ giáo dục của phía nữ quyền giám hộ của đứa trẻ thuộc về phía nam lúc này gia hân đã xé tan hợp đồng rút nhẫn ra và đi ra ngoài với vẻ mặt giận dữ vào lúc này tích sực cũng đến hiện trường anna đã kể cho anh ấy về chuyện của gia hân và cũng trao nhẫn cho anh ấy lúc này bà dẫn mọi người vào và khi thấy anna bà ngay lập tức cảm thấy không thoải mái một người phát hiện ra hợp đồng trên sàn và hỏi hợp đồng ly hôn này là chuyện gì các cậu định lừa dối tôi à tích sực không giải thích ngay bây giờ anh cần tìm gia hân và anh ấy đã đẩy anna ngã xuống ở một nơi khác gia hân đang buồn bã đi trên phố lúc này tích sực cũng tìm thấy cô anh nói tất cả đều là lỗi của tôi tôi đã yêu một người không nên yêu và tin vào tình yêu mình không nên tin tôi muốn đảm bảo cho bạn và tiểu tây mễ không cần thảo luận nữa, mỗi ngày đều là lỗi của tôi. Chúng ta bắt đầu sai từ đầu rồi, hai người bắt đầu cãi vã dữ dội. Ai cũng không ngờ, ngay khi Gia Hân muốn chạy trốn, sự việc đã khiến Tích Dực hoàn toàn kinh ngạc. Gia Hân đã bị đâm ngã xuống đất, ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Tích Dực nhanh chóng ôm cô và chạy đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ thông báo một tin không may. Để cứu cô, họ chỉ có thể đề xuất phẫu thuật hút thai khẩn cấp, nhưng nếu làm vậy, con sẽ không còn nữa. Và như vậy, Tiểu Tây Mễ đã mãi mãi ra đi. Sự can thiệp của Anna đã khiến Gia Hân không thể tha thứ cho Diệp. Trong quá trình cãi vã, Gia Hân bất ngờ chạy ra đường và mất đi đứa con của mình. Khi tỉnh dậy và biết con đã không còn, Gia Hân không thể tha thứ cho mình. Đối với Vương Tích Dực bên ngoài cửa, cô càng không muốn gặp anh. Mặt khác, Anna cũng được nhập viện. Ai ngờ, sau một cú đẩy từ Vương Tích Dực, cô mãi mãi không thể sinh con nữa. Có lẽ đó chính là sự báo ứng. Vương Tích Sực cả ngày ở trong phòng của đứa bé, chụp một tấm hình của con ngựa gỗ của Tiểu Tây Mễ và gửi cho Trần Gia Hân. Khi Gia Hân nhìn thấy bức ảnh, nước mắt cô không kiểm soát được đã tuôn rơi. Gia Hân, anh nhớ em quá, nhưng lúc này Gia Hân không thể tha thứ cho anh. Khi em ra viện, anh sẽ đón em về nhà, được không? Nhưng cô đã chặn anh, cả hai đều đắm chìm trong nỗi đau. Lúc này, bà đi vào và nhìn thấy cháu trai mình trong tình trạng tuyệt vọng. Bà biết rằng cháu dâu sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu trai mình, nhưng vẫn hy vọng tích dực có thể đứng dậy và không làm phiền gia hân trong thời gian này ở một phía gia hân đã trở về đảo hoa điểu bạn thân tư lề cũng đến thăm cô hai người vui vẻ chơi đùa bên bờ biển mọi người đều nghĩ rằng cô sẽ dần quên đi nhưng khi thấy một nhóm trẻ em đang chơi đùa trên bãi biển gia hân lại nghĩ về tiểu tây mễ ngày hôm sau địch luân cũng đến nhà cô nói rằng bà rất lo lắng cho cô nhưng sợ làm phiền cô nên đã viết một bức thư dù bạn có hay không tha thứ cho tích dực bạn không nên tự trách mình và không nên bị mắc kẹt trong nỗi đau mất đi tiểu Tây Mễ. Hãy nhớ, cánh cửa nhà họ Vương sẽ luôn mở rộng cho bạn. Gia Hân đọc xong thư và khóc không kiểm soát được. Lúc này, Địch Luân đề xuất đưa cô ra nước ngoài để thay đổi không khí. Đến bất ngờ, cô đã đồng ý. Tối đó, cô nói lời tạm biệt với mẹ mình một cách đơn giản và chuẩn bị đi châu Âu với Địch Luân vào ngày hôm sau. Ai ngờ, ngay khi xe khởi động, Gia Hân, Vương Tích Sực đột nhiên chạy tới, theo đuổi xe phía trước tình cờ có một đoàn du lịch chắn trước và tích dực đã bắt kịp trần gia hân xuống xe ngay gia hân nhưng dù anh ta gọi thế nào gia hân vẫn quyết định không chú ý đến anh và yêu cầu tài xế lái xe nhanh hơn lúc này mẹ vợ tới và đưa cho anh ta bản thỏa thuận ly hôn mà gia hân đã ký trước con không muốn ly hôn với cô ấy và tiếp tục cầu xin mẹ vợ nói cho anh biết gia hân đi đâu anh chưa hiểu sao cô ấy muốn tránh xa anh cô ấy không thể ở lại thượng hải nữa nơi cô muốn đến là một nơi không có anh Vậy nên, xin anh hãy coi đó như điều cuối cùng anh làm cho cô, đừng tìm cô ấy nữa, được không? Người mẹ vợ nói xong thì tức giận rời đi, chỉ còn lại Vương Tích Dực một mình đứng đó, khóc không kiểm lại được. Địch Luân đưa Gia Hân đến châu Âu, dự định sẽ quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu. Còn Vương Tích Dực, mỗi phút mỗi giây anh đều nghĩ về Gia Hân. Còn Anna thì vẫn không ngừng làm phiền Tích Dực, mặc dù anh đã nhiều lần nói rằng người anh yêu là Trần Gia Hân. Ngày này, Gia Hân đến triển lãm tranh của Địch Luân cô bị cuốn hút bởi ba bức tranh và một người lão tự do trước mắt mình cô thấy một bảng quảng cáo trên bàn yêu cầu đặt tên cho tác phẩm gia hân lấy cây bút trên bàn và đặt tên cho tác phẩm là duy nhất người lão bên cạnh rất thích tên này và hỏi cô tại sao lại chọn tên này gia hân trả lời ba thứ này giống như một bộ dụng cụ pha trà không thể thiếu nhưng chỉ có những thứ này không thể pha ra một bình trà ngon vì vậy chúng là duy nhất và không phù hợp với nhau người lão nghe xong thấy rất thú vị trên thực tế Ba món đồ này giống như Gia Hân, Tích Dực và Anna, họ không thể đứng chung một chỗ. Đúng như suy nghĩ của Gia Hân, khi người lão chuẩn bị lấy thông tin liên hệ của Gia Hân, một nhóm trẻ em đã kéo cô đi. Khi ông ta trở lại, Gia Hân đã rời đi. Ông ta ngay lập tức gọi điện cho Địch Luân, chủ triển lãm, để hỏi về thông tin của người phụ nữ vừa gặp. Ông bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không kịp nói chuyện nhiều với cô ấy. Địch Luân nói, "Tôi chắc chắn không thể tìm thấy cô ấy, nhưng sau này tôi sẽ giới thiệu một người bạn cho ông." Tối đó, Địch Luân dẫn Gia Hân đến gặp người lão. Họ nhận ra nhau và ngạc nhiên, cậu chính là Ông chính là người ở triển lãm hôm nay sao? Họ ngỡ ngàng nhìn nhau và như vậy, họ gặp lại nhau. Hóa ra, người lão chính là ông Trung Sơn Long, người từng là bạn thời thơ ấu của bà và dưới sự giới thiệu của Địch Luân, Gia Hân trở thành đệ tử cuối cùng của ông. Ở phía khác, Tích dực đến nhà mẹ Gia Hân, nhưng bà Trần không muốn tiếp anh. Anh chỉ có thể đặt bức thỏa thuận ly hôn vào kẽ cửa. Khi bà Trần mở ra, Bà phát hiện tích dực chưa ký tên. Trong lúc đó, Gia Hân theo sư phụ học nghệ thuật gốm xứ, còn Anna tiếp tục theo đuổi tích dực nhưng bị cô gái đuổi ra. Thời gian trôi qua, lòng Gia Hân dần trở nên bình yên. Anna mỗi ngày đều gửi đồ ăn cho tích dực. Cuối cùng, anh cũng ký tên mình lên bức thỏa thuận, cho thấy anh đã buông bỏ mối quan hệ này. Gia Hân hoàn thành một tác phẩm và được Địch Luân trưng bày trong phòng triển lãm. Em đã theo sư phụ Trung Sơn Long học nghề gần 3 năm rồi. 3 năm đã trôi qua nhanh chóng đã đến lúc cho tác phẩm của em được thị trường đánh giá. Gia Hân giờ đây cũng có một tên thứ hai là Alan. Địch Luân đã nói với cô ấy nên đặt tên cho tác phẩm của mình. Gia Hân suy nghĩ một lúc và nói, hãy gọi nó là vật kỷ niệm, để tưởng nhớ 3 năm tôi ở Hungary, tưởng nhớ sự giúp đỡ của bạn trong 3 năm qua và cả giấc mơ không thực tế 3 năm trước. Địch Luân đã dẫn cô ấy đến nhà hàng để ăn mừng và cuối cùng đã tập hợp đủ can đảm để tỏ tình với cô. Mỗi lần bị người khác hiểu lầm rằng bạn là bạn trai của tôi, tôi đều vui cả ngày gia hân trong khoảnh khắc này cũng nhận ra tại sao bạn chưa bao giờ nói những điều này trước đây vì thích một người từ tận đáy lòng thực sự rất tuyệt và vì có bạn mỗi lần tôi cố gắng mỗi ước muốn đều có thêm động lực gia hân lúc này không chấp nhận anh ấy chỉ muốn cảm ơn anh đã chăm sóc không có sự đồng hành và giúp đỡ của bạn sẽ không có alan hiện tại cảm giác có người luôn bên cạnh luôn quan tâm thật sự rất tốt nhưng tôi bây giờ thực sự địch luân đã nhận ra tâm trạng của cô từ lâu và nói rằng anh sẽ không ép buộc và muốn bắt đầu theo đuổi cô một cách chân thật. Được rồi, chúng ta kết thúc ở đây, hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Tích Sực nhận được tin từ châu Âu, họ muốn anh ta đến đó. Anh liền gọi trợ lý đến và bảo cô ấy thông báo cho Vương Chính Nhân đến châu Âu. Ngày hôm sau, Anson báo cáo công việc cho anh, Vương Chính Nhân đột nhiên gọi điện cho anh, "Anh, tôi bị sốt. Họ không cho tôi lên máy bay, Tích Sực chỉ có thể tự mình bay một chuyến." Không ngờ, vừa đặt chân xuống, anh đã đến phòng tranh của Địch Luân định mua một món quà cho studio vũ đạo của Anna. Anh nhanh chóng chú ý đến một bức tranh về con thiên nga và đã yêu cầu nhân viên đóng gói nó lại. Sau đó, anh nhìn thấy một tác phẩm ở trước mắt khiến anh rất tò mò. Trên bức tranh có một con ốc sên, khiến anh ngay lập tức nghĩ đến Trần Gia Hân. Anh đã nhìn bức tranh này một thời gian dài và lúc này, nhân viên giới thiệu với anh, "Đây là tác phẩm của một nghệ sĩ trẻ chúng tôi vừa hợp tác, tên là Alan. Cô đã đến Hungary học nghệ thuật trong 3 năm và đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng." khiến cả ngành công nghiệp phải ngỡ ngàng, rất nhiều người đang hỏi về tác phẩm này. Nghe xong, Tích Dực cho biết anh muốn thu thập nó, nhưng Juen cho biết tác phẩm vừa được trưng bày và do tác giả Alan chưa ký thẻ bảo hành. Tích Dực hỏi liệu có thể liên hệ với tác giả không, anh nói rằng anh không cần thẻ bảo hành để thu thập. Nghe xong, nhân viên đã gọi điện thoại cho Gia Hân, "Chào Alan, có người muốn mua tác phẩm vật kỷ niệm của bạn." "Thật sự sao?" Điều này khiến Gia Hân rất vui và nói rằng cô muốn nói chuyện với người mua. "Tôi là Alan." Cảm ơn bạn đã thích vật kỷ niệm. Tác phẩm của bạn rất tuyệt, tôi rất thích. Tôi cần phải về khách sạn ngay, vì vậy không sao nếu không có thẻ bảo hành. Hai người bắt đầu trò chuyện bằng một ngôn ngữ nước ngoài, nhưng tiếc thay, không ai nhận ra giọng nói của đối tác. Gia Hân yêu cầu anh để lại địa chỉ khách sạn và cho biết sau khi ký thẻ bảo hành, cô sẽ giao nó đến cho anh. Không ngờ trên đường trở về khách sạn, Anson đã gọi điện cho anh, yêu cầu anh gặp mặt với khách hàng châu Âu vào buổi tối, vì thế mà đã bỏ lỡ cuộc gặp với Alan. Xin lỗi hình như khách không ở trong phòng, bạn muốn để lại tin nhắn không? Tôi sẽ chờ anh ấy ở đây. Được, cảm ơn. Không có gì. Lúc này, Địch Luân gọi điện cho cô, hẹn cô đi ăn mừng vào buổi tối. Cô chỉ viết một bức thư gửi cho người mua, sau đó giao cho bàn tiếp tân. Không ngờ, khi ra khỏi đó, hai người vừa lướt qua nhau. Tích dực trở về khách sạn và gọi điện cho An Son, cho biết mọi thứ ở đây đã xong và yêu cầu anh nhanh chóng đặt vé máy bay trở về nước. Sau đó, anh lấy hành lý chuẩn bị trả phòng. Lúc này, bàn tiếp tân đã giao bức thư cho anh. Trong thư, cô viết lời cảm ơn và hy vọng tác phẩm vật kỷ niệm có thể ở bên anh, mang lại cho anh sức mạnh và can đảm. Alan, Trần Gia Hân, khi anh thấy ba từ này, anh đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức đến phòng tranh tìm nhân viên. Anh mới biết cô và ông chủ đang ăn mừng. Hóa ra, Địch Luân đã đưa cô đến một quán ba mặt nạ. Từ hôm nay, Gia Hân sẽ trở thành bạn gái của tôi, được không? vô tình được tích sực nghe thấy và anh đã tức giận đến mức đập vỡ chiếc ghế. Lúc này, điện thoại của địch luân reo lên và anh đã ra ngoài để nhận cuộc gọi. Vương tích dịch nhìn về phía xa, nơi có Gia Hân và bất ngờ kéo cô lên nhảy. Buông tôi ra, tôi rất tò mò, bạn có thích bản thân mình như bây giờ không? Hay giống như chiếc mặt nạ này, chỉ là lớp vỏ bọc của bạn? Bạn là ai? Bạn muốn tôi nghĩ bạn là ai? Điều này làm cho Gia Hân cảm thấy anh ta chính là Vương Tích Dịch nhưng cô cảm thấy điều đó có vẻ không thể nên đã đạp mạnh vào anh ta và sau đó rời khỏi quán bar. Cái gì vậy? Kẻ biến thái. Cô chỉ coi anh ta như một tên biến thái. Nhưng Vương Tích Dịch vẫn theo dõi cô từ phía sau. Không ngờ, vợ cũ mà anh chưa gặp trong 3 năm lại bất ngờ gặp ở nước ngoài. Anh rút điện thoại ra và lén chụp ảnh cô. Nhìn vợ cũ từng rất yếu đuối, giờ đây trở nên tự tin và quyến rũ, anh cảm thấy khá ngạc nhiên. Tại sao bạn theo dõi tôi? Tôi cảnh báo bạn, nếu còn theo tôi nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát biến thái đừng theo tôi nữa ồ nhìn bóng dáng cô ra đi anh gọi cho anson với chút tiếc nuối anson nhảy dậy từ giường cô ấy giờ đây hoàn toàn như một người mới tự tin dạng người và rất quyến rũ cô ấy không còn giống một bà mẹ đơn thân nữa biết điều làm tôi tức nhất không cô ấy và địch luân thậm chí ở hungary sống rất tự do trong 3 năm qua địch luân luôn ở bên cô ấy anh tiếp tục than phiền với anson và cũng yêu cầu anh ta đổi vé máy bay trở về nước trong khi đó gia hân không thể ngủ yên cô cảm giác kẻ đang theo dõi mình giống như vương tích dịch và bắt đầu nghĩ về những kỷ niệm của họ trước đây tất cả đều tại tên nam nhân với chiếc mặt nạ làm tôi nghĩ về vương tích dịch kẻ lừa đảo sau đó cô đứng trước cửa sổ mê mải suy nghĩ khi đến công ty cô thấy sư phụ của mình đang cầm vali và mới biết anh có việc gấp cần về thượng hải ở một nơi khác vương tích dịch gọi điện cho nhân viên nhờ cô ấy hẹn gặp alan tại nhà thờ nhưng khi gia hân đến nhà thờ cô không thể tìm thấy vương tích dịch lúc này một người bán hoa đã đưa cho cô một gói hàng nói rằng một chàng trai trẻ nhờ gửi xin lỗi tôi có việc phải ra đi trước cảm ơn bạn đã tạo ra tác phẩm này hy vọng bông hoa lưu ly câu sẽ đem lại cho bạn sức mạnh tiếp tục sáng tạo hóa ra vương tích dịch đã rời đi và anh cũng khen ngợi tác phẩm của cô rất tốt khi biết người đàn ông bí ẩn vừa rời đi không lâu gia hân quyết định theo hướng nhà thờ cô không ngờ vương tích dịch lại ở ngay trước mặt mình Cô nhận ra biểu tượng trên cổ áo của anh, giống hệt người đàn ông với chiếc mặt nạ tối qua. "Đứng lại, tại sao anh lại theo dõi tôi, kẻ biến thái?" Vương Tích Dịch suy nghĩ một thời gian dài và cuối cùng quyết định quay lại. Khi nhìn vào mặt anh, Gia Hân hoàn toàn bị sốc. "Là anh sao, Vương Tích Dịch?" Cô không kiểm soát được bản thân mình và lùi về phía sau. Gia Hân đã té ngã, may mắn thay, cô đã được đưa tới bệnh viện kịp thời. Bác sĩ cho biết tình trạng sức khỏe của cô không gặp vấn đề gì lớn. Khi Gia Hân đi ra ngoài, dù chân cô bị què, cô đã nhận ra Vương Tích Dịch đang thanh toán tiền. Cô không khỏi tự hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở Hungary. Sau khi thanh toán xong, Vương Tích Dịch muốn đưa cô về nhà, nhưng Gia Hân quyết định không đồng ý. Bất ngờ, anh đã ôm cô và mang cô về nhà. Trong năm 1985, anh đã nấu cho Trần Gia Hân một tô mì trứng. Nhưng mỗi khi cô thấy mặt anh, cô lại cảm thấy khó chịu và không muốn ăn mì anh nấu. Lúc này, Vương Tích Dịch tỏ ra rất bối rối, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra và muốn cùng cô ngồi xuống và trò chuyện. Khi anh đề cập đến hợp đồng ly hôn, Trần Gia Hân tức giận, anh là một doanh nhân, luôn luôn tiếp cận với tôi từ góc độ kinh doanh. Người bị tổn thương chỉ có mình tôi. Hai người lại cãi vã. Lúc này, Anna gọi điện thoại cho anh, mặc dù Vương Tích Dịch không nhận cuộc gọi. Là Anna phải không? Trần Gia Hân hiểu rõ trong lòng. Chúng ta đừng nói về điều này nữa, anh đi đi, đừng tìm tôi nữa. Thử xem, mi này là tôi học từ mẹ mình. Khi Vương Tích Dịch rời đi, Trần Gia Hân đã khóc lớn. Vương Tích Dịch ở ngoài cửa cũng cảm thấy không vui. Khi gặp lại, họ đã trở thành đối tác trong công việc. Tích Dịch tự nhiên thêm số liên lạc của Gia Hân. Trong những ngày tiếp theo, Gia Hân bận rộn với công việc, thậm chí làm thêm giờ đến nửa đêm. Mục tiêu của cô là hoàn thành bản thiết kế cho công ty thành khiết, bộ kế hoạch cho hộp xà phòng. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi, cô không thể ngăn mình không xem hồ sơ cá nhân của Tích Dực, luôn theo dõi mọi động thái của anh. Còn Tích Dực cũng vậy, anh cũng luôn theo dõi cô. Mặc dù họ ở xa nhau, nhưng trái tim họ dần dần lại gần nhau. Sau mấy ngày mấy đêm khó khăn, Gia Hân cuối cùng đã hoàn thành bản vẽ. Ngày hôm sau, cô và Tích Dực cùng nhau mang bản vẽ đến gặp đối tác. Cô đã rất rõ ràng trong việc trình bày quan điểm của mình, khiến Tích Dực phải ngạc nhiên. Gia Hân từng không tự tin giờ đã trở thành một phụ nữ mạnh mẽ và tự tin. Tích Dực cảm thấy mình ngày càng không xứng đáng với cô và cô không còn cần anh bên cạnh. Người mà từng rất cần anh giờ đây không còn cần anh nữa và trên lãnh thổ của cô cô có thể bán anh bất cứ lúc nào có lẽ anh ấy đang mất tự tin mặc dù gia hân cảm thấy hụt hẫng khi nghe lời anh nói cô vẫn cố gắng mỉm cười để không cảm thấy quá buồn bởi vì cô đã từ bỏ mối hận đối với tích dực chỉ mong muốn cả hai đều sống vui vẻ vậy nên cô quyết định rời đi xem gia hân xa dần trái tim tích dực cảm thấy rất đau đớn tuy nhiên điều không ngờ là gia hân đã dừng lại và quay trở lại tích dực người đã mắc cảm lạnh đã đến khách sạn. Khi anh chuẩn bị nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Hóa ra Gia Hân đã mang lại chiếc điện thoại anh đã quên. Nhìn thấy Tích Dực trông mệt mỏi, cô tự nguyện chăm sóc anh. Gia Hân nhanh chóng vào phòng. Tích Dực nói rõ với Gia Hân rằng anh không muốn cô tốt với mình quá mức bởi vì anh sợ sẽ không kiểm soát được bản thân. Nhưng Gia Hân không quan tâm, Tích Dực nhân cô hội tiến đến và hôn Gia Hân. Anna muốn làm một bất ngờ cho bạn trai mình, nhưng lại phát hiện ra rằng vị trí của cô đã bị một phụ nữ khác chiếm lĩnh không ngờ khi xuống xe ví của cô lại bị trộm thật là xui xẻo nhưng không phải mọi việc xấu đều là xấu có lẽ đó chỉ là số phận kẻ trộm sau khi lấy được ví đang chia tiền vừa mới bị địch luân thấy họ vội vàng bỏ ví và chạy đi với bản năng anh ta nhặt ví trên đất và kiểm tra không ngờ anh phát hiện một bức ảnh mà anh không thể tưởng tượng nó khiến anh nhớ lại hoàn cảnh mất đi cô em gái năm xưa anh tự nhận ra rằng cô em gái mà anh đã tìm khắp nơi mà không thấy lại chính là bạn gái của tình địch Vương Tích Dực. Để biết thêm về Anna, tối đó anh đã tìm kiếm trên mạng và phát hiện ra nhiều thông tin về cô. Với tài năng bẩm sinh, cô trở thành thiên nga trắng duy nhất ở châu Á biểu diễn tại nhà hát Opera Paris. Tuy nhiên, do một tai nạn không may trong buổi diễn tổng duyệt trước khi nhà hát Opera Paris đóng cửa, cô đã mất đi cơ hội trở lại sân khấu. Điều này làm Địch Luân cảm thấy rất buồn, vì vậy, anh đã lên kế hoạch gặp Anna vào ngày hôm sau để trả lại ví cho cô. Đối với Anna, điều cô cần bây giờ là cảm giác mất đi và tìm lại vì trong ví có bức ảnh quý giá của cô bức ảnh của cô rất dễ thương nhưng đó là quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại địch luân người vừa muốn gặp cô nhanh chóng tắt điện thoại và hỏi anna tại sao cô lại giữ lại bức ảnh đó nó nhắc nhở tôi về tuổi thơ khốn khổ của mình có điều gì tồi tệ hơn việc bị gia đình ruột từ bỏ và bị gia đình nuôi ghẻ lạnh cô chắc chắn gia đình ruột của bạn đã từ bỏ bạn nếu họ không từ bỏ tại sao suốt bao năm họ không bao giờ tìm kiếm Câu trả lời của Anna khiến Địch Luân không biết nói gì, không ngờ sau nhiều năm, Anna lại có sự hiểu lầm sâu sắc về gia đình như vậy. Vì thế, để không còn cảm giác mình nợ Anna nữa, anh quyết định phải làm gì đó cho cô. Sau khi nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, Địch Luân mới biết được Anna hiện tại sống rất khó khăn. Sau khi rời khỏi sân khấu, Anna mở một phòng tập nhảy cho riêng mình. Ai ngờ vào ngày khai trương, một công ty nổi tiếng gửi cho cô một sỏ hoa. Chính hành động này khiến chủ nhà nghĩ rằng Anna có một người bạn trai giàu có, vì vậy, chủ nhà quyết định tăng giá thuê nhà, nếu không thì Anna phải rời đi. Để giữ lấy công việc duy nhất của mình, Anna không còn cách nào khác ngoài việc bán tất cả túi sách mà cô yêu thích trên mạng. Nhưng Địch Luân đã phát hiện ra, điều anh có thể làm cho Anna bây giờ là âm thầm giúp đỡ cô. Một ngày, phòng tập nhảy của Anna có rất nhiều phụ huynh đăng ký cho con cái của mình vì đã nghe danh về cô. Mặc dù Anna rất vui mừng nhưng trong lòng cô vẫn có nhiều hoài nghi khi được anna hỏi các phụ huynh nói rằng một giáo viên nhảy và nhiều đồng nghiệp khác đã chia sẻ thông tin về cô trên trang cá nhân của họ và còn có rất nhiều thông tin được phát tán anna ra ngoài để kiểm tra và nhận ra rằng cô đoán đúng trước sự truy vấn của anna địch luân không có đủ can đảm để nói ra sự thật địch luân chỉ có thể nói dối rằng ngoại trừ người mẹ nuôi của mình thì anh chính là fan số một của anna anna từng từ nói với địch luân về những khó khăn và đau khổ mình đã trải qua từ nhỏ từ việc bị gia đình ruột quên lãng đến việc bị gia đình nuôi từ bỏ, và giờ đây, thậm chí cả bạn trai cũng đã rời xa cô. Anna than vãn rằng có ai trên thế giới này số phận bi thảm hơn cô không? Cô không hề biết rằng người đàn ông đứng trước mắt cô chính là anh trai ruột của mình. Địch Luân cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe những lời của Anna. Anh quyết định làm một việc đáng kinh ngạc để bảo vệ Anna khỏi thêm bất cứ tổn thương nào. Cậu còn yêu Vương Tích Sực không? Vậy chúng ta hãy liên minh nhé, nhưng Địch Luân vẫn không thể nhẫn tâm để Anna bị tổn thương thêm nữa. Anh đã quyết định tới nhà Anna vào buổi tối, mang theo một tấm ảnh chụp toàn gia đình và trao cho Anna. Điều này khiến Anna nhớ lại hình ảnh mình đã mất từ thời nhỏ và cô chưa bao giờ nghĩ rằng Địch Luân lại chính là anh trai ruột của mình. Tất cả đều đến một cách đột ngột. Tất cả những oan ức và sỉ nhục mà Anna phải chịu đựng suốt những năm ở xa nhà đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này. Địch Luân nhìn Anna khóc mắt đỏ hoe, lòng anh tràn đầy đau đớn và anh thể sẽ bù đắp cho Anna tất cả những tình cảm gia đình mà cô đã mất trong suốt những năm qua. Anh cũng quyết định sẽ giúp cô giành lại tình yêu đã mất. Vì vậy, ngày hôm sau, anh quyết định mang Gia Hân tới phòng tập nhảy của Anna và trực tiếp nói với cô về mối quan hệ giữa anh và Anna. Với mong muốn đem lại hạnh phúc cho em gái, Địch Luân hy vọng Gia Hân có thể tự nguyện rời bỏ Tích Dực. "Có thể vì tôi, bạn sẽ không tiếp xúc với Tích Dực nữa không? Hãy trả lại Tích Dực cho em gái tôi." Nhưng điều mà anh không biết là, từ khi Gia Hân mất con, cô đã sống trong sự đau khổ suốt những năm qua và tình cảm của cô với tích dực không còn như trước mặc dù tích dực muốn cố gắng tái hợp nhưng có những chuyện không thể như ý muốn gia hân luôn cảm thấy có một rào cản trong lòng mình và quyết định không bao giờ gặp lại tích dực tuy nhiên một tích dực không chịu thua cuộc đã quyết định gửi cho gia hân một món quà dưới một danh tính khác để trao cho cô sự can đảm khi nhận được món quà này liệu bạn có cảm thấy tâm trạng tốt hơn không nếu bạn muốn giao lưu nhiều hơn với một fan như mình vui lòng thêm WeChat của tôi. Gia Hân mở lòng mà không cảnh giác, quyết định thêm thông tin liên hệ của anh ta. Trong những ngày tiếp theo, sau một thời gian trò chuyện trực tuyến, Gia Hân cũng rất tự nguyện chia sẻ cuộc sống tình cảm của mình. Chỉ khi đó, Tích Dực mới thực sự nghe được suy nghĩ sâu trong lòng của Gia Hân và đã âm thầm bảo vệ cô dưới danh tính của ông v VK. Nhưng điều này không thể kéo dài mãi mãi. Để Gia Hân có thể trở về nước sớm, anh đã ép buộc An Sơn nhanh chóng cầu hôn và đồng ý với tất cả những yêu cầu mà bạn gái anh đưa ra. An Sơn rất vui mừng trước việc một miếng bánh rơi từ trời và nhanh chóng trao chiếc nhẫn kim cương 10 cara cho Tư Lệ, bên cạnh đó anh còn bảo cô ấy tự do chọn phòng cưới ở khách sạn. Sự phô trương của An Sơn khiến Tư Lệ, một người mê danh lợi, gần như ngất lịm. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra sự không đúng đắn. Như Tích Dực thường nói, do anh là nhà tài trợ chính thức cho đám cưới của chúng ta, nên anh đã chỉ định phù dâu là Trần Gia Hân. Không nghi ngờ gì, tất cả đều là sắp đặt của Tích Dực. Sau khi nghe, Tư Lệ tức giận ngay lập tức tuyên bố mình không là người bán bạn để tìm kiếm danh vọng. Như đối mặt với sự khiêu khích cố ý của An Sơn và những điều kiện hấp dẫn trước mắt, cô phải nhượng bộ. Đêm đó, cô trò chuyện với Gia Hân và nói với cô rằng mình sắp kết hôn và muốn cô làm phù dâu. Đối mặt với một người bạn thân trong suốt đời, làm sao cô có thể vắng mặt trong ngày quan trọng nhất của cô ấy? Vì vậy, cô đồng ý một cách dễ dàng. Ngày hôm sau, Gia Hân đã đóng gói và trở về Thượng Hải. Tuy nhiên, không ngờ, Địch Luân, sau khi biết tin, cũng nhanh chóng trở về Thượng Hải ngay khi hạ cánh địch luân đã đi tìm gia hân tình cờ cảnh hai người hẹn hò lại bị tích dực người đã theo dõi gia hân từ trước chứng kiến bất ngờ hình dáng lén lút của anh ta nhanh chóng bị gia hân phát hiện để làm cho tích dực từ bỏ mình một lần và mãi mãi gia hân cố tình ôm chặt địch luân khi người đàn ông tức giận bước tới muốn đối diện lời nói của người phụ nữ khiến anh ta hoàn toàn sụp đổ bây giờ tôi và địch luân đã ở bên nhau dù anh tin hay không tôi đã nói rất rõ ràng địch luân sẽ luôn ở bên tôi Đừng tìm tôi nữa." Dù Gia Hân đã nói rõ như vậy, nhưng Tích Sực vẫn không có ý định từ bỏ. Không ngạc nhiên, ngày hôm sau cô nhận được một bức thư từ luật sư. Bạn thân của Gia Hân, một luật sư, quyết định đứng ra bảo vệ cô. Mặc dù bạn thân của cô nói rất có lý, nhưng trong mắt đối phương, đó chỉ là lời nói vô nghĩa, bởi vì Tích Sực đã chuẩn bị trước. Anh ta lấy ra một số món quà Gia Hân từng tặng và những tấm thiệp với lời chúc tốt lành. Và luật sư của Tích Sực rõ ràng nói với cô, dù họ không còn tình cảm nếu không hoàn thành thủ tục ly hôn thì mọi thứ đều vô nghĩa. Cuối cùng, Gia Hân không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thất bại. Tuy nhiên, toàn bộ diễn biến này lại làm tăng thêm quyết tâm của tích dực muốn chiếm lại Gia Hân. Để tránh bất kỳ rắc rối nào, anh ta quyết định hẹn gặp Gia Hân, muốn tiết lộ sự thật với cô rằng anh chính là ông VK. Lời nói của Gia Hân khiến tích dực cảm thấy tuyệt vọng. Trong 3 năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế. 3 năm qua, tôi sống một cách cẩn trọng, nhưng bởi vì sự xuất hiện của bạn, Tôi nhận ra tôi không cô đơn. Bạn đã cho tôi sức mạnh để thoát khỏi quá khứ và động lực để bắt đầu lại. Cảm ơn bạn, ông V kép. Không còn cách nào khác, Tích Dực phải nhờ Địch Luân giả làm V kép. Điều mà Gia Hân muốn nhất chính là thoát khỏi quá khứ, cô không muốn làm tổn thương anh một lần nữa. Có lẽ yêu một người không nhất thiết phải sở hữu, chỉ cần biết người đó hạnh phúc. Vì vậy, Địch Luân mang theo lời yêu cầu của Tích Dực gặp Gia Hân. Mặc dù Gia Hân cảm thấy bất ngờ, nhưng cô tin rằng đây là một sự sắp đặt tốt từ trên trời và sẵn lòng chấp nhận tất cả vậy là anh đứng dậy chuẩn bị ra đi nhưng không ngờ lại bị tích rực kéo vào phòng ngủ nhìn người phụ nữ anh yêu thân mật với người đàn ông khác cảm giác yêu mà không được đáp lại khiến anh đau đớn anh chỉ muốn biết liệu sự lựa chọn của gia hân có thực sự mang lại hạnh phúc hay không anh ấy hiểu em bao dung em sẵn lòng dành hết tâm trí để ở bên em không có lựa chọn nào tốt hơn anh ấy vì vậy mỗi gia đình cần học cách buông bỏ quá khứ cặp vợ chồng nên yêu thương nhau yêu em làm anh đau lòng đã cho em tất cả những gì anh có những mảnh ký ức làm đổ vỡ trái tim anh đốt cháy những kỷ niệm trong tim anh yêu em đây là lần cuối cùng chúng ta hứa sẽ không bao giờ buông tay nhau nhưng thực tế cho thấy tình yêu không đủ đến ngã ba đường em rẽ trái và anh rẽ phải cả hai đều cứng đầu không nhìn lại mặc dù họ đã từng yêu nhau sâu đậm cuối cùng họ vẫn chọn chia tay và người đàn ông ấy lúc này không tiến lên để ngăn cản anh ấy nghĩ rằng mình đã làm tổn thương gia hân quá nhiều dẫn đến tình hình hiện nay nhưng anh ấy không biết những hiểu lầm giữa họ sẽ sớm được làm sáng tỏ địch luân chúc mừng em gái đã có được người mình yêu nhưng vẫn khuyên em gái cần nhìn rõ thực tế vì có những mối quan hệ không thể ép buộc và dù có cưỡng ép cũng không chắc đã thay đổi được người khác trước đó tích dực đã nói không muốn chia tay với chân gia hân thậm chí trong hợp đồng ly hôn cũng nói anh ta sẽ đưa một nửa tài sản và quyền giám hộ cho gia hân nhưng cuối cùng Họ vẫn chia tay 3 năm, không có việc gì là không thể thay đổi. Không ngờ, một câu nói vô tình của Anna lại khiến anh trai nghe ra điều gì đó. Ngày đó, Gia Hân hẹn gặp Địch Luân và nói với anh rằng hai người họ không phù hợp để làm người yêu, thay vào đó, cô muốn trở lại mối quan hệ thoải mái như trước. Địch Luân rất rõ trong lòng rằng cưỡng ép không làm cho mối tình trở nên ngọt ngào, vì vậy anh đã đồng ý một cách dễ dàng. Lúc này, Gia Hân cảm thấy cuối cùng cô có thể buông bỏ mọi thứ, đi du lịch và trước khi đi cô đã nói lời tạm biệt với quá khứ và vô tình nói ra rằng Anna đã trao cho cô hợp đồng ly hôn khiến cô rất đau lòng. không ngờ lời nói của gia hân lại làm địch luôn càng tin chắc rằng em gái anh đã can thiệp vào vụ việc này và quyết định tìm hiểu sự thật. vì vậy vào ngày hôm sau anh cố ý nhờ người giao một hợp đồng ly hôn đến xưởng làm việc của Anna. không ngờ Anna nghe tin và nhanh chóng chấp nhận nhưng không biết rằng cô đã bị lừa bởi kế hoạch của anh trai mình. cô rất sợ hãi nhập địa chỉ từ hợp đồng vào trình duyệt và nhanh chóng xóa thông tin. Cô nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, nhưng không lâu sau đó cô nhận được cuộc gọi từ anh trai. Chúng ta dừng lại ở đây được không? Cuối cùng, sự thật về việc trao đổi hợp đồng ly hôn 3 năm trước đã được làm sáng tỏ. Vì không muốn em gái cứ mải mê như vậy, dù bất chấp lời năn nỉ của em, anh vẫn quyết định tìm tích dực để giải thích mọi chuyện. Không ngờ, ba người họ lại đụng nhau vào cùng một thời điểm. Khi địch luân nhìn vào ánh mắt vô vọng của em gái, anh không thể nào nhẫn tâm, và quyết định chịu trách nhiệm cho mọi chuyện mặc dù sau khi nghe tích dực cảm thấy không thể tin được nhưng anh biết rằng địch luân không phải là người gây ra mọi chuyện khi anh định hỏi anna địch luân nói với anh rằng gia hân sắp rời khỏi thượng hải để không bỏ lỡ cô ấy nữa anh vội vàng chạy đến sân bay nhìn thấy bóng lưng của gia hân đang rời đi và gọi lớn hy vọng cô ấy sẽ nhìn thấy lá thư trong tay mình nhưng gia hân không coi trọng nó và quay lưng đi anh không ngờ tia hy vọng cuối cùng đã bị phá hủy nhưng vào lúc đó Anna gửi cho Gia Hân một tin nhắn xin lỗi và giải thích mọi chuyện. Gia Hân mới nhận ra sự thật, vì vậy cô hào hứng quay lại tìm Tích Dực. Hóa ra, cả hai đều đã bị lừa suốt một thời gian dài. Chúng ta đều đã bị lừa, em không từ bỏ tôi, người mà tôi muốn chính là em, em là người dành cho tôi. Sau bao nhiêu sóng gió, hai người họ đã đến với nhau. Trước sự chứng kiến của mọi người, họ đã tổ chức một lễ cưới thật sự. Lúc này, họ thật sự hạnh phúc. Phim đến đây là hết rồi đăng ký kênh củ review để đón xem những bộ phim hay nhất nhé cảm ơn